chương 3480, thuộc tính may mắn. Có mỹ nữ lắc mông vêu đến gần, giơ cánh tay ngọc trắng nõn khoác lên vai trịnh đồng phong. Ôi, là trịnh thiếu ra đây mà, đã lâu không thấy người đến nha. Hiển nhiên trịnh đồng phong là khách quen, gã không chút xấu hổ, hốt hoảng, ngược lại dở trò sờ mó. Trịnh đồng phong chỉ vào lăng hàn, hôm nay ta đi cùng lăng sư đệ đến chơi. Mỹ nữ nói với ba nữ nhân khác đứng ở cửa, ái trà, các tỉ muội mau đến chào lăng thiếu gia ba nữ nhân vây quanh muốn vùi vào ngực lăng hàn lăng hàn cười cười hai tay đẩy ba nữ nhân ra buồn cười loại nữ nhân phong trần này sao lọt vào mắt hắn được lăng hàn quay đầu hỏi trịnh sư huynh cái này có gì vui thật là một tên không hiểu phong tình trịnh đồng phong thầm xem thường ngoài miệng cười nói đừng nôn nóng ta bảo đảm với sư đệ bên trong chắc chắn vui lắm trịnh đồng phong dẫn lăng hàn vào thoáng chốc hơi thở xa đọa ập vào mặt bên trong đặt từng cái bàn chiếu bạc có dân cờ bạc mắt đỏ ngầu cổ nổi gân xanh có nữ lang xinh đẹp mặc áo hở hang khơi gợi cảm xúc trịnh đồng phong dẫn hắn đến sòng bạc làm chi dây sau lang hàn hiểu ra chắc muốn dùng cờ bạc hắn mòn hắn thậm chí làm hắn nợ một món nợ lớn hắn đắc tội trịnh đồng phong ở chỗ nào lang hàn thầm phân tích hắn vừa đến liền cướp vị trí đạo tử còn được ban cho một trái dẫn mạch quả chắc chắn khiến người ghen ghét nên trong cổ đạo tông có nhiều người đố kỵ hắn chờ nhìn trò hề tốt thôi, đến chơi nào. Trịnh Đồng Phong cười nói, nơi này rất rối loạn, sư huynh mang sư đệ đi chỗ yên tĩnh hơn chút. Trịnh Đồng Phong dẫn Lăng Hàn đến chỗ thang máy đi lên tầng trên. Thang máy, lại là điện, Lăng Hàn gật gù, hèn gì yêu thú trỗi dậy gây sao động lớn cho nhân loại. Vì nhân loại quá ỉ vào điện, nếu nhà máy điện bị phá hoại thì thành phố ngừng vận chuyển. Tầng trên thật yên tĩnh, có các gian phòng, một mỹ nữ khí chất cao đẳng đứng trước cửa từng căn phòng riêng không tô son chát phấn đậm, quần áo không lố lắng, nhưng bộ đồ ôm sát đường cong thân thể khiến người sôi máu. Một mỹ nữ đầy khí chất tiến lên nghênh đón, cúi đầu hướng hai người. Hoan nghênh hai vị thiếu gia, nhìn từ cần cổ xuyên qua cổ áo có thể thấy cục trắng nhô lên, nhưng chỉ vụt thoáng qua, làm người tiếc nuối. Trịnh Đồng Phong nuốt nước miếng, bề ngoài gã không chỉ trẻ trung, tuổi thật mới chỉ chừng 20, là lứa tuổi bồng bột sôi sục, một chút gợi tình đủ làm gã sao động. Trịnh Đồng Phong nói mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào ngực mỹ nữ có khí chất. Mời lão bản nương của các ngươi đến đây, mỹ nữ lại cúi đầu. Vâng thưa thiếu gia, mỹ nữ xoay người đi, phải bó chặt mông nhỏ đi đường lắc lư hết sức phong tình. Nàng chỉ mới vào làm việc nhưng biết đi vào đây toàn là khách hàng lớn của sòng bạc, bởi vậy không dám chậm trễ. Rất nhanh một nữ nhân dáng người nóng bỏng đi tới, nữ nhân mông veo eo nhỏ đối lập rõ ràng, thêm cặp chân dài thật là khiến người phun máu mũi đặc biệt nàng mặc váy xẻ cao, khi đi lộ đùi trắng, đường cong xinh đẹp trắng quáng mắt. Ô, là trịnh thiếu ra đây mà, thứ lỗi ta không nghênh đón từ xa. Mắt trịnh đồng phong sáng rực tham lam nhìn thân thể nữ nhân này, qua một lúc mới nói. Dương tỷ nói vậy là chiết sát ta, ta chỉ là một tiểu nhân vật, đâu dám nhận Dương tỷ từ xa nghênh đón. Dương tỷ nhìn hướng lăng hàn, cắn môi son, mắt đà tỉnh ướt nước. Vị này là, thật là hoa không mê người mà người tự mê. Lăng Hàn mỉm cười nói. Lăng, Lăng Hàn, trong nguyên thế giới Lăng Hàn đã thấy rất nhiều mỹ nữ, không thiếu vưu vật tuyệt sắc hoặc yêu mị hoặc ngây thơ, nhưng hắn có từng động lòng. Dương Tỷ khá bất ngờ, nàng rất tự tin vào nhan sắc, vóc dáng của mình. Mặc cho quân tử đạo đức nào gặp nàng đều dục dịch, tệ nhất cũng sẽ đỏ mặt tim đập nhanh, muốn nhìn mà không dám nhìn. Nhưng người trẻ tuổi trước mắt nàng quá bình tĩnh, nàng chỉ là không khí trong mắt hắn. Dương Tỷ không lộ vẻ gì, cười nói lăng thiếu ra lần đầu đến đây chắc chắn ta sẽ chiêu đãi thật tốt dương tỷ mời lăng hàn trịnh đồng phong vào một phòng riêng có mỹ nữ lập tức đưa lên rượu ngon hoa quả trịnh đồng phong ngoắc dương tỷ dương tỷ ta muốn nói chút chuyện dương tỷ lắc mông cùng trịnh đồng phong ra khỏi phòng riêng cười hỏi ô có chuyện gì mà làm bí ẩn vậy trịnh đồng phong nói lăng sư đệ là đạo tử tương lai của cổ đạo tông chúng ta tông chủ đại nhân rất yêu thương sư đệ còn ban cho một trái dẫn mạch quả nên biết hắn mới bái vào bản tông chưa đến 10 ngày. Mắt dương tỉ sáng rực, môi hé mở lộ ra hàm răng trắng đều mê người. Trịnh Đồng Phong cảm thấy ngực có lửa cháy, ước gì đè Mỹ nữ yêu diễm xuống. Nhưng Trịnh Đồng Phong chỉ dám tưởng tượng trong đầu, Mỹ nữ này không chỉ là cao thủ lục mạch, nghe đồn người sau lưng nàng là vương giả thập nhất mạch, đừng nói Trịnh Đồng Phong không trêu vào được, dù là Lý Trường Đan cũng không dám. Nếu không thì nữ nhân quyến rũ tận xương cộng thêm việc buôn bán kiếm tiền như thế, làm sao Dương Tỷ có thể luôn bình an thuận lợi thế này? Trịnh Đồng Phong cười nói, vì vậy Dương Tỷ cứ thoải mái kiếm món hời từ hắn đi. Dương Tỷ cười khúc khích, trịnh thiếu ra thật xấu xa, người trong nhà cũng hố. Trịnh Đồng Phong vừa nói vừa thò tay ra muốn ăn bớt, thì cũng vì thích Dương Tỷ. Dương Tỷ lắc người né qua, cười nói, rồi rồi, Tỷ Tỷ sẽ nhớ nhân tình này của ngươi, giảm 10% được chưa? Trịnh Đồng Phong gật đầu, nếu Dương tỷ chịu ngủ qua đêm với gã thì gã chẳng cần gì hết, nhưng dù Dương tỷ chủ động mời Trịnh Đồng Phong cũng không có lá gan đó, muốn chết sao? Một mỹ nữ chia bài đi vào phòng riêng, nàng nhoẻn miệng cười với Lăng Hàn. "Lăng thiếu gia muốn chơi cái gì?" Lăng Hàn cười khẽ, "Ta không có đồng nào, không chơi gì được." Mỹ nữ nói, "Không sao, Dương tỷ nói thân phận của Lăng thiếu gia đặc biệt, danh dự hoàn toàn có thể tin tưởng, nên cho Lăng thiếu gia 10 vạn cổ đạo tệ và 100 ngọc tử." Cổ đạo tệ là tiền cổ đạo tông phát hành cho người thường sử dụng, ngọc tử thì thông dụng toàn cầu, mọi người đều biết giá trị của thứ này. Mỹ nữ đẩy tiền các hai loại màu hướng lăng hàn, đây là tiền cược của lăng thiếu gia, màu bạc chỉ có thể đổi cổ đạo tệ, màu vàng đổi ngọc tử. Lăng hàn ngẫm nghĩ nói, chơi xúc sắc đi, so lớn nhỏ, lăng hàn có một suy đoán cần chứng thực, chương 3481, tháng lớn, Mỹ nữ lấy xúc sắc ra đặt trên bàn, được rồi, lăng thiếu gia đặt bao nhiêu. Lăng Hàn ném ra một tiền các màu bạc cũng là giá trị nhỏ nhất. Một ngàn cổ đạo tệ, Mỹ nữ gật đầu nói. Lăng thiếu ra nghe nhé, theo quy định của sòng bạc người điểm lớn thắng, nếu điểm bằng nhau thì nhà cái thắng. Lăng Hàn chộp xúc sắc tùy tay ném, một con một, một con hai, gần như là nhỏ nhất. Mỹ nữ mỉm cười, nàng chỉ cần không ném ra hai con một là thắng. Không nói đến nàng được huấn luyện kinh nghiệm, dù là người bình thường cũng có 90% xác suất thắng. Nàng cầm lấy con xúc sắc ném một cái, hai xúc sắc quay tròn. Con xúc sắc càng lúc càng chậm, sắp dừng lại. Hai con xúc sắc quay vận tốc khác nhau nên một con ngừng trước, sắp ngưng ở mặt sáu nút. Nhưng không hiểu sao xúc sắc nhích nhẹ thành một, mỹ nữ kinh ngạc đến ngây người, nàng bị run tay. Không sao, không sao hết, chỉ cần con xúc sắc thứ hai không là một điểm được rồi. Nhưng không như mong muốn, khi con xúc sắc thứ hai ngừng lại, rõ ràng là ba nút nhưng ma xui quỷ khiến dung một chút cũng thành một. Cái này, hai con một đương nhiên thua ba nút, mỹ nữ miến cưỡng nói trong lòng tràn ngập khó hiểu lang lang thiếu ra thật may mắn mở đầu đắc thắng lang hàn cười hắn đoán đúng thuộc tính may mắn có tác dụng trong nguyên thế giới người có đoàn sáng trong thức hải đều có điểm đặc biệt ví dụ lang hàn là thiên phú đan đạo siêu đẳng ninh hải tâm có năng lực thân thiết siêu mạnh vương toàn hà là siêu may mắn khi lang hàn có được lực lượng nguyên nguyên thế giới hư không thì những thuộc tính này đều là của hắn nguyên thế giới hư không đều bao gồm trong thần thạch nó được gọi là thần thạch thì không thể chỉ có chức năng dựng dục ra lăng hàn. Hắn đoán những năng lực này chắc đều có thể phát huy tác dụng. Dĩ nhiên lăng hàn không dám bảo đảm nên mới thử một lần xem sao. Lăng hàn đẩy tiền cược ra, hai ngàn, lăng hàn ném năm nút, mỹ nữ chỉ có ba nút. Ván cược tiếp tục, mặc kệ vận may của lăng hàn tốt hay xấu nhưng luôn nhiều hơn đối phương một, hai điểm. Mỹ nữ khó khăn lắm ném hai cái sáu nút, nhà cái thắng. Nhưng lăng hàn đột nhiên giảm tiền cược, khiến nàng thắng mà ức chế còn hơn thua hoàn toàn chứng minh mình có thuộc tính may mắn rồi lăng hàn bắt đầu đặt tiền cược màu vàng rất nhanh mỹ nữ thua đến run tay ngọc tử đó là thứ giá trị liên thành một viên có thể mua cả người nàng giờ thì sao nàng thua hơn trăm viên ngọc tử rồi không đổ mồ hôi lạnh được sao dương tỷ xuất hiện mặt mỉm cười mà mắt mang theo sát khí mông mông người đi nghỉ ngơi để ta thay giỏi lắm trịnh đồng phong dám lừa nàng này mà là nai tơ gì là giả heo ăn cọp mới đúng, đổ thuật rất cao minh. Lăng Hàn thua tiền nhỏ, thắng toàn là tiền cược lớn, nói hắn không phải cao thủ đổ thuật có ai tin. Trịnh Đồng Phong đi theo vào, biểu tình kinh ngạc nhìn đống tiền cắt chất thành núi nhỏ trước mặt hắn, trong lòng gã như có vạn con ngựa dẫm đạp. Bà nội nó, chuyện gì đây, nhân vật sòng bạc đều là chuyên nghiệp mà không chơi lại một thanh niên. Lăng Hàn gật đầu cười nói, được thôi, Lăng Hàn không có kỹ thuật cờ bạc gì hết, hoàn toàn ỉ vào vận may, quan trọng là hắn may mắn đến nỗi không ngán ai hết, gặp ai đều như nhau. Dương tỷ cười hỏi, chúng ta đổi cách cược được không? Lăng Hàn thản nhiên nói, được thôi, bọn họ đổi sang chơi bài cửu, giới thiệu sơ quy tắc rồi bắt đầu ván bài. Lát sau trên trán như bạch ngọc của Dương tỷ dịn mồ hôi. Thoạt trông bọn họ đánh 10 ván, hai bên thắng thua 5 năm. Nhưng Lăng Hàn thua tiền nhỏ, thắng một ván toàn là lời to, nên dù tỷ số thắng thua ngang nhau nhưng hắn thắng mấy trăm ngọc tử dương tỷ không chịu nổi nàng biết mình gặp cao thủ thật sự chắc chắn là vậy khiến nàng thua như thế nào cũng không biết chỉ có thể kết luận là vận khí vận khí mơ hồ mịt mờ có thể xem là thật sao nên chỉ có thể nói đổ thuật của lăng hàn quá cao nhìn cũng không nhận ra dương tỷ nói ta hơi mệt lăng thiếu ra có đỗ kỹ rất giỏi hay hôm nay ở lại đây đi trời đã gần sáng ta cần nghỉ ngơi chút nữ nhân thức đêm không tốt cho sức khỏe lăng hàn không ý kiến nếu tiếp tục cược chỉ e nguyên sòng bạc đền cho hắn, nhưng hắn có thể sống ra ngoài được không là cả một vấn đề. Dù sao bây giờ Lăng Hàn quá yếu, Lăng Hàn gật đầu, gom tiền cược rời đi. Khi ngang qua Trịnh Đồng Phong, hắn mỉm cười nói: "Đa tạ Trịnh sư huynh." Sau đó Lăng Hàn nghinh ngang đi mất. Quả nhiên, Dương tỷ liếc Trịnh Đồng Phong, ánh mắt sắc bén tràn ngập sát khí. Đêm nay sòng bạc lỗ bao nhiêu? Gần 700 ngọc tử, một món tài phú kinh người. Tất cả đều là Trịnh Đồng Phong đưa đến vậy mà dám nói Lăng Hàn là dê béo đến đưa tiền. Đưa cái con khỉ, Trịnh Đồng Phong, chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy. Trịnh Đồng Phong mếu, gã đâu ngờ cái tên nhảy ra từ tảng đá chẳng những chơi cờ bạc giỏi còn có đổ thuật cao siêu vậy, làm sòng bạc thua te tua. Trịnh Đồng Phong không sợ Dương Tỷ, tuy gã yếu chút nhưng dù gì là đệ tử của cổ đạo Tông, cho đối phương lá gan cũng không dám đánh gã. Nhưng lão bản thật sự của sòng bạc là cổ thang, cổ thang là ai, tam trưởng lão của cổ đạo Tông đắc tội với cổ thang thì gã chết thế nào cũng không biết. Trịnh Đồng Phong không biết mình ra ngoài như thế nào, gã ngồi bệch ven đường, mồ hôi lạnh đổ như tắm. Về, về thôi, tìm Lý Trường Đan hỗ trợ, là Lý Trường Đan xúi dục, hiện tại xảy ra chuyện thì không thể bỏ mặc gã được. Đúng vậy, chạy nhanh về xin Lý Trường Đan ra mặt điều giải. Trong khi Trịnh Đồng Phong vội vàng tìm Lý Trường Đan điều giải thì Lăng Hàn đã đổi tiền, quay về cổ đạo Tông. Đây là lần đầu Lăng Hàn trông thấy Ngọc Tử, to cỡ hạt đậu tương, như Mỹ Ngọc bị đập nát. Một viên Ngọc Tử rất nhỏ, nhưng 700 viên cộng lại khá nặng. Lăng Hàn xin sòng bạc cho túi vải, hắn vất vả vận chuyển về như đang bốc phát. Lực lượng thật là yếu, Lăng Hàn nghỉ ngơi một lúc thì mặt trời ló dạng. Lăng Hàn vội vàng luyện quyền, kinh mạch thứ nhất lại được khơi thông nhiều hơn. Theo Tôn Kiếm Phương nói cùng là mở kinh mạch nhưng có phân chia rộng hẹp. Tính theo con số thì độ rộng kinh mạch của người này là một, người kia là 100, nếu cùng tràn ngập lực lượng thì hai người cách biệt cỡ nào đây chính là cơ sở. Lăng Hàn muốn mở rộng kinh mạch đến tột độ rồi mới tiếp tục mở cái thứ hai, nếu chỉ ham tiến độ sau này hắn sẽ hối hận. chương 3482, dẫn mạch đan. Sau nửa tiếng Lăng Hàn ngừng lại, thời gian tu luyện đã qua, có luyện nữa cũng vô nghĩa. Trên người Lăng Hàn tiết ra chút tạp chất, nhưng ít hơn mấy hôm trước nhiều. Điều này nói lên thể chất của Lăng Hàn đã cải thiện, vì vậy cáu bẩn không nhiều. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, phải cảm ơn Trịnh Đồng Phong, ta đang thiếu tiền hắn liền đến đưa cho ta. Chờ thực lực của hắn tăng lên chắc chắn sẽ cảm tạ đối phương thật nhiều. Giờ thì ta có thể tạo dựng tam nguyên trận, luyện chế dẫn mạch đan rồi. Tiền là vấn đề khó khăn nhất nay đã giải quyết, Lăng Hàn quyết định làm trận cơ tốt chút, hắn không muốn luyện chế dẫn mạch đan qua loa. Tài liệu làm trận cơ tốt nhất là địa hóa nguyên thiết, nó là tài liệu kiên cố nhất hiện tại được biết, tính dẻo rất tốt, chịu nóng chịu lạnh tốt. Tài liệu này vô cùng quý giá, trước kia dùng cho chiến hạm, giờ thì để chế tạo vũ khí lạnh, nó phát huy uy lực vô cùng đáng sợ trong tay võ giả. Lăng Hàn đi chấn nhỏ mua đồ, tam nguyên trận rất đơn giản, chỉ cần 3 trận cơ, nên hắn cần địa hóa nguyên thiết khá ít. Lăng Hàn mua tài liệu này trong tiệm vũ khí chỉ to cỡ nắm tay mà mất 30 viên ngọc tử. Rất mắc, địa hóa nguyên thiết cực kỳ kiên cố, chịu nóng, chịu lạnh, rất khó chế tạo. May mắn vỏ quyết giày có móng tay nhọn, địa hóa nguyên thiết sợ nhất là toan, ngâm nó vào thì chỉ cần một ngày sẽ mềm hoạt, có thể dễ dàng nắn thành các hình dạng, muốn điêu khắc thêm hoa văn cũng không thành vấn đề. Rất nhanh địa hóa nguyên thiết bị cắt ra ba khúc nắn thành hình dạng lăng hàn muốn, sau đó là phần then chốt nhất, vẽ trận văn trên địa hóa nguyên thiết. Trận cơ tam nguyên trận khá dễ làm, lên cao chút nghe đâu chỉ khắc trận văn thì vô dụng, còn phải dẫn động địa thế, thiên uy, cao thâm vô cùng. Lăng hàn tạm thời không cần để ý cái đó, hắn làm ra trận cơ, việc sau đó thì đơn giản, luyện đan là xong. Lăng Hàn quay về cổ đạo tông, hắn muốn xem kỹ lại quá trình luyện chế dẫn mạch đan, trong lòng đã nắm chắc 90%. Đối với một thiên tài đan đạo thì đây chỉ là thay đổi cách luyện đan, biến đổi cỡ nào cũng không lệch khỏi đường chính, chuyện nhỏ. Dẫn mạch đan là đan phương rất đơn giản, một mình Lăng Hàn đến nơi lúc trước đã chọn sẵn, cắm ba cây trận cơ xuống rồi chất một ít ngọc tử. Bùm, ba cây trận cơ phát sáng, trận pháp là một loại thủ đoạn điều động lực lượng thiên địa. Trong lòng Lăng Hàn dâng lên cảm giác hiểu ra. Từ ý nghĩa nào đó thì trận pháp ở nguyên thế giới và nguyên lý nơi này giống nhau chỉ khác về chi tiết cụ thể ngọc tử được gọi là tử thì kích cỡ dĩ nhiên không lớn mỗi viên to cỡ đậu tương trận pháp vận chuyển mỗi viên như bốc cháy toát ra khói mông lung ngọc tử đốt cháy một lúc sau thiên địa có phản ứng bùm có lực lượng cường đại sôi trào hóa thành một cái lò màu bạc thật là thần kỳ lăng hàn ngạc nhiên cái này hoàn toàn khác với đan đạo của nguyên thế giới lăng hàn không do dự lập tức ném dẫn mạch quả ra vừa lúc rơi vào cái lò màu bạc rõ ràng thứ này do năng lượng hình thành nhưng bây giờ như hóa thành thực chất có thể chịu tải dẫn mạch quả không cho rơi xuống việc tiếp theo lăng hàn cần làm là ném ra và thu về ngọc tử để khống chế hỏa hậu với đan sư công lực quan trọng nhất và cơ bản nhất là gì là điều khiển lửa nên hiện tại tuy thủ đoạn cụ thể khác nhau nhưng đạo lý thì giống nhau lăng hàn lúc thì bỏ ngọc tử xuống khi thì cầm lên lúc thì từ cây trận cơ thứ nhất đưa đến cây thứ hai, từ cây thứ hai, thứ ba đưa đến cây thứ nhất. Khoảng một tiếng sau ngọc tử đốt cháy gần hết, bề mặt chỉ bị nứt dạn nhưng bóp nhẹ một cái sẽ thành phấn. Bộp bộp bộp, có bảy viên đan dược từ giữa không trung rơi xuống. Lăng Hàn bước xa lao ra đón lấy bảy viên đan dược. Hắn nhoẻn miệng cười, đan phương ghi là hễ thành đan thì một lò có thể luyện ra đến 10 viên đan dược khác nhau, bảy viên này. Xem như đủ chuẩn đi, đâu chỉ đủ chuẩn, ít ai lần đầu luyện chế dẫn mạch đan đã thành công, dù là trận đan sư rất nổi tiếng thì số lượng thành đan cũng chỉ 7, 8 viên. 10 viên chỉ là số lượng lớn nhất về mặt lý luận. Lăng Hàn là đế vương đan đạo, trước kia là thế, hiện tại cũng vậy. Lăng Hàn cất đi đan dược, rất vừa lòng, nếu bán chúng thì ít nhất sẽ đổi được hơn 1.000 ngọc tử. Dẫn mạch đan có hiệu quả tốt hơn dẫn mạch quả nhiều, nên dẫn mạch quả chỉ bán 100 ngọc tử, dẫn mạch đan tăng gấp 10 lần không quá mức đi. Lăng Hàn về chỗ ở, thầm nghĩ nên làm sao bán dẫn mạch đan đây. Hắn bây giờ hơi điểm cây to đón gió, vừa mới thắng 700 ngọc tử nếu để người biết hắn bán ra 7 viên dẫn mạch đan chẳng khác nào kêu người tới cướp. Quan trọng nhất là hắn quá yếu, đúng rồi, lang hàn mở quang não ra, ong 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 ong, hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp hiện ra, lang hàn hỏi, chỗ này có phòng đấu giá không, thiếu nữ quang não trả lời, thật xin lỗi, quảng vực phóng bị phá hư, không cách nào thẩm tra máy chủ nhưng nơi này có một chợ đen giấu tên có lẽ phù hợp yêu cầu của người. Lăng Hàn gật đầu nói, à, đưa tư liệu ra đây, quang não đưa ra tư liệu, Lăng Hàn xem kỹ, lộ nét đam chiêu. Chợ đen chắc là đệ tử của cổ đạo tông tạo nên trước. Khi đó một số đệ tử ra ngoài mạo hiểm kiếm chút báu vật, nhưng không muốn bị ai biết nên giấu tung tích giao dịch. Thời gian lâu ngày càng nhiều người dùng cách này, dần hình thành quy mô, có địa điểm cố định. Giao dịch chợ đen thì phải có ánh mắt, lỡ mua nhầm hàng giả thì không tìm thấy ai để trả hàng. Lăng Hàn lẩm bẩm, phía tây Hải Bình Sơn, đi về hướng tây chút nữa là địa bàn của yêu thú. Nơi này thật hẻo lánh, có đi hay không, Lăng Hàn hơi do dự sau đó quyết định đi, hắn cần mua một tụ linh trận. Cái gọi là tụ linh trận tức là rút ra lực lượng trong ngọc tử, tăng tốc độ tu luyện cho võ giả. Nhưng trong quang não không điều tra ra cách chế tạo trận cơ tụ linh trận, chỉ những trận đan sư mới tạo ra được, còn bị hạn chế sử dụng, bổ sung ngọc tử mấy lần tụ linh trận sẽ bị hư, nếu muốn dùng tiếp phải mua cái mới. Lăng Hàn chuẩn bị cái mũ rộng, bộ đồ mới cho mình, khi ánh trăng rắc xuống hắn đi hướng tây ngọn núi. Chợ đêm chỉ mở vào ban đêm, từ 0 giờ đến 3 giờ. Địa điểm cách 30 dặm nhưng đường núi gẹp gành khó đi. May mắn mấy ngày nay Lăng Hàn tăng cao thể chất nhiều, thể lực mạnh hơn người thường. chương 3483, Cạnh tranh, Lăng Hàn một hơi đi 30 dặm đường chỉ mệt thở dốc, Đổ mồ hôi chứ không nằm sắp xuống. Lăng Hàn hơi cảm khái, mới có 30 dặm bình thường, đổi lại trước kia thì. Thôi bỏ, không nhắc chuyện cũ, đó là thế giới hoàn toàn khác. Lăng Hàn núp trong lùm cây thay quần áo mới, khoác áo choàng, che mặt mình sau đó bước ra đi tiếp. Đi không bao xa thì đến chợ đen, nơi này là cái chợ nhưng không có tấm biển gì, chỉ là vùng đất nham thạch lớn. Nhiều người ngồi trên đó, trước mặt trải tấm vải đặt những thứ muốn bán. Có người đặt đèn bên cạnh chiếu sáng. Có người thì không. Người mua xem hàng chỉ có thể nương ánh trăng hoặc tự mình mang theo đèn. Lăng Hàn đi qua tìm chỗ không người ngồi xuống, lấy một bình đan ra đặt trước mặt, nhắm mắt lại. Hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn phải luyện quyền sớm. Rất nhiều người đến chợ đen, rất nhanh có người tới trước quầy hàng của Lăng Hàn. Khách hỏi: "Ngươi bán dược gì?" Lăng Hàn lạnh nhạt nói: "Dẫn mạch đan." Khách đội mặt nạ đầu dê không thấy rõ mặt mũi, nhưng xem thân hình là biết một nam nhân vóc dáng thon dài. Không thấy biểu tình của người đó nhưng nghe ngữ điệu thì tràn ngập ngạc nhiên. Thật không vậy, dẫn mạch đan bán rất chạy, nghe nói một số thế lực khi giao dịch không dùng ngọc tử mà lấy dẫn mạch đan. Thứ này còn cần mang đi chợ đen bán sao? Người đó nửa tin nửa ngờ, ai đều biết chợ đen lẫn lộn nhiều hàng giả, làm sao bảo đảm đây là hàng thật. Người đó nói, ta xem thử, Lăng Hàn gật đầu nói, "Được." Nam nhân đeo mặt nạ dê cầm cái bình, mở nắp ra ngửi một hơi, lộ vẻ kích động. Hình như là hàng thật nam nhân ngó quanh lấm la lấm lét ở trong cổ đạo tông muốn có dẫn mạch quả khó thiên tài như lý trường đan cũng phải hai năm mới được phân phối một trái dẫn mạch quả người khác càng khó hơn nhiều người vào môn phái đến nay không được một trái dẫn mạch quả dẫn mạch đan thì càng hiếm có vì không ai biết luyện đan cũng có người từng thử nhưng năng lượng thiên địa luyện chế một hồi thành cục than luyện đan cần có thiên phú nam nhân đội mặt nạ dê có chút thân phận cao Lúc trước đi ra ngoài rèn luyện gã từng ra giá cao mua một viên dẫn mạch đan, từng ngửi và ăn rồi, nên gã chắc chắn mùi này là hàng thật. Cũng có thể lăng hàn lấy cái bình từng đựng dẫn mạch đan để lừa gã. Nam nhân đội mặt nạ dê không đòi mua ngay, nhưng sợ bị người khác phát hiện, vì vậy bộ dạng của gã lén lút như ăn trộm. Nam nhân đội mặt nạ dê đổ viên thuốc ra, trong bình chỉ có một viên đan dược màu xanh nhạt tỏa mùi đắng nhẹ. Thật, thật trăm phần trăm, giờ thì nam nhân đội mặt nạ dê kết luận đây đúng là hàng thật. Nam nhân đội mặt nạ dê hỏi, giọng hơi run, bao nhiêu tiền, Lăng Hàn mỉm cười nói, 150 viên ngọc tử, Lăng Hàn định bán giá 200 ngọc tử, nhưng ngẫm nghĩ người ở đây chắc không giàu như thế, hắn đành giảm giá chút. Dù sao bán 100 rưỡi hắn cũng lời to, ai kêu Lăng Hàn là đan đạo đế vương, ở nguyên thế giới là thế, tại đây cũng như vậy. Nam nhân đội mặt nạ dê mừng rỡ đồng ý ngay, mua, lúc trước nam nhân đội mặt nạ dê mua dẫn mạch quả mất hơn 200 viên ngọc tử, ép cạn hết tài sản của gã. May nhờ nam nhân đội mặt nạ dây kiếm thu hoạch rất lớn trong cổ tích, dùng món cổ khí đào được đổi hàng. Một trăm rưỡi, lời to, Lang Hàn lạnh nhạt nói, chỉ có thể tự mình dùng, nếu bán lại cho người khác thì sau này đừng mua của ta nữa. Lang Hàn không ngốc, người ta qua tay bán đi thì lời gấp mấy lần. Nam nhân đội mặt nạ dê kinh ngạc hỏi, huynh đệ biết luyện đan, Lang Hàn gật đầu nói, ta tên Hàn Lâm, về sau, mùng 1, một, 11, 21 hàng tháng sẽ đến đây. Muốn mua đan dược có thể đến xem." Nam nhân đội mặt nạ dê gật đầu ngay, "Được được được." Nam nhân đội mặt nạ dê lại gần nói nhỏ, "Ta tên Nhiếp Dương, sau này ở trong tông môn gặp rắc rối gì cứ đến tìm ta." Nam nhân đội mặt nạ dê muốn làm quen với Lăng Hàn, trận đan sư rất hiếm hoi, nếu không thì gã cần gì nói ra tên thật. Tuy nhiên Nhiếp Dương biết Lăng Hàn nói tên giả, nếu cổ đạo tông ra một trận đan sư tên Hàn Lâm thì sao gã chưa từng nghe qua. Lăng Hàn gật đầu, nhận ngọc tử của nhiếp dương. Được, nhiếp dương định đi chờ thấy Lăng Hàn lại móc ra một cái bình đặt xuống đất. Nhiếp dương tò mò hỏi, Hàn huynh đệ, bình này bán đan dược gì? Lăng Hàn bình tĩnh nói, dẫn mạch đan, phụt, nhiếp dương sặc, cái gì, còn có dẫn mạch đan. Không ai ghét có nhiều dẫn mạch đan, những vương giả thập nhất mạch cũng vậy. Vì đả thông càng nhiều kinh mạch càng khó cảm ứng kinh mạch mới hơn. Đừng nói một dẫn mạch đan, có 10, 20 viên cũng không ngại nhiều, nhiếp dương chỉ là thất mạch thiếu năm mạch mới đến thập nhị mạch dù siêu may mắn cũng cần năm dẫn mạch đan mới giúp gã đến đỉnh được vì thế nhiếp dương đỏ mắt nhiếp dương chém đinh chặt sắt nói ta mua gã không quan tâm đan dược là thật hay giả lăng hàn lắc đầu nói mỗi người giới hạn mua một viên nhiếp dương phát điên sao còn có quy định này gã khó khăn lắm mới bắt đầu được cơ hội người xung quanh không chú ý đến bên này nhưng lăng hàn giới hạn số lượng cung ứng nhiếp dương năn nỉ ta chỉ mua hai viên thôi. Lăng Hàn không động lòng, hắn là đan đạo đế vương, có quy định của hắn. Nhiếp Dương ngẫm nghĩ, quyết định tìm người mua dùm viên đan dược cho mình. Nhiếp Dương thật sự làm như vậy, gã đến gần một người gần đó nói. Huynh đệ, ta cho ngươi 160 ngọc tử, ngươi đi chỗ kia mua cái bình đó chỉ mất 100 rưỡi, dư 10 viên ngọc tử xem như tiền nước nôi cho ngươi được không? 10 ngọc tử là một số tiền lớn, làm người kia dục dịch, quay đầu nhìn Nhiếp Dương chắc không phải có âm mưu gì đi. Nhiếp Dương nói dối không chớp mắt, người đó có thù cũ với ta, sợ hắn nhận ra giọng của ta nên xin làm phiền ngươi. Người lạ đồng ý, dù sao mình không mất mát gì. Được rồi, người đó lại gần hỏi, 150 viên ngọc tử, Lăng Hàn gật đầu nói, không sai, người kia nói, sau đó nhìn hướng Nhiếp Dương, mua, Nhiếp Dương vội lấy một chiếc túi to ra đưa qua, lòng tràn ngập thấp thỏm sợ Lăng Hàn từ chối. Lăng Hàn nhận cái túi, hắn không ghét nhiếp dương dở trò khôn vặt. Tuy nhiên Lăng Hàn ném bình đan cho người mua dùm, hắn đặt ra quy tắc thì không thể phá hỏng. chương 3484, quy định chợ đen. Lăng Hàn nhấn mạnh, chỉ được tự mình dùng, không thể bán trao tay người khác. Người đó nhận lấy bình đan, vốn định đưa lại cho nhiếp dương nhưng bỗng thận trọng hỏi. Đây là đan gì? Lăng Hàn thuận miệng đáp, dẫn mạch đan, nhiếp dương suýt dậm chân, gã ước gì bịt miệng Lăng Hàn lại. Người đó giật mình kêu lên, cái gì, người đó vội rút nắp bình ra ngửi, sau đó kích động, thật sự là dẫn mạch đan. Nhiếp dương vội vươn tay ra, đưa ta, người đó lắc mình né qua. Nhiếp dương âm trầm hỏi, người không biết giữ chữ tín sao? Người đó cười khẩy nói, đây là dẫn mạch đan, người lừa ta trước còn đòi ta giữ chữ tín gì? Bộp, người đó ném cái túi to qua, đó, trả lại ngọc tử cho ngươi, không đến thập nhị mạch có ai không cần dẫn mạch đan. Mười ngọc tử mà muốn gã bỏ qua dẫn mạch đan đùa chắc nhiếp dương lạnh lùng nói đây không phải ước định của chúng ta giao đồ ra nếu không ta sẽ không khách sáo đấy là dẫn mạch đan sao nhiếp dương nỡ bỏ qua được người đó cười nhạt chợ đen là nơi buôn bán không được đánh nhau người muốn chết sao nhiếp dương tụt khí thế từ khi chợ đen phát triển thì có nhiều quy định nghiêm cấm đánh nhau gây sự cũng nằm trong số đó nếu ai không nghe theo sẽ bị đánh hội đồng nhiếp dương tuy là thất mạch có tổ phụ là thập nhất mạch nhưng không dám làm bậy Nhiếp Dương đành oán hận cầm lên cái túi dưới đất, bị đối phương biết đó là dẫn mạch đan thì gã không cách nào lấy về được. Người đó lạnh lùng nói, coi như ngươi biết điều, Lăng Hàn lại móc ra cái bình thứ ba đặt ở trước mặt. Người kia hỏi, này, dược gì vậy? Dẫn mạch đan, người đó reo lên, bán cho ta, một viên có một trăm rưỡi, dù gã không dùng cho mình cũng có thể bán lại giá cao. Đồ ngốc, ngốc hết sức, Lăng Hàn lắc đầu nói, giới hạn mỗi người mua một viên, người đó la lên, này, người ngốc sao? Đây là thuốc người bán, bán cho ai chẳng giống nhau. Lăng Hàn liếc người đó một cái. Đã là thuốc của ta thì ta thích bán cho ai chẳng được, cần ngươi chỉ tay múa chân sao? Người đó tức giận chỉ vào Lăng Hàn, muốn đánh nhau. Ngươi, Lăng Hàn cười tủm tỉm hỏi, ngươi dám đánh nhau ở đây, muốn chết sao? Người đó đông cứng, câu này mới rồi gã dùng để gian đe nhiếp dương ai ngờ áp dụng vào mình nhanh vậy. Nhiếp dương cười phá lên, rất hết giận, ha 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 ha. Người đó lạnh lùng nhìn Lăng Hàn, "Ngươi thật sự không bán?" Lăng Hàn cười nói, "Ngươi rất cần thuốc, nhưng không phải dẫn mạch đan mà là thuốc trị lỗ tai, thính lực của ngươi rõ ràng có vấn đề." Nhiếp Dương chém thêm một nhát, "Đầu óc cũng bị bệnh." Người đó tức run người, lạnh lùng nói, "Giỏi giỏi giỏi, ngươi gan lắm, ta nhớ kỹ giọng của ngươi, để ta gặp ở chỗ khác thì sẽ dạy cho ngươi đạo lý làm người." Lăng Hàn khoanh tay trước ngực cố ý nói, "Sợ quá, đã nhiều năm rồi Lăng Hàn không bị người uy hiếp." làm hắn có cảm giác mới mẻ. Người đó xoay đi, ngươi chờ đấy." Lang Hàn lắc đầu, cùng là chỉ mua một viên dẫn mạch đan nhưng sao cách biệt lớn quá. Tranh chấp hơi ồn ào đã hấp dẫn người xung quanh đổ dồn tới. "Cái gì? Chỗ này có dẫn mạch đan? Bán cho ta, không, bán cho ta." Mật ít rồi nhiều dẫn đến tranh giành. Lang Hàn nói, "Đến trước đến sau mỗi người giới hạn mua một viên, ta đầu tiên, ta đầu tiên, vì chợ đen có quy định nên không ai dám làm bậy." quy định đã hình thành lâu dài đến nay, không ai dám phá vỡ. Nên dù dẫn mạch đan tràn đầy sức hấp dẫn nhưng không người có gan phá hỏng quy định chen chỗ hoặc đánh lộn. Tổng cộng bán 6 bình, Lăng Hàn lấy ra bình thứ bảy. Đây là viên cuối cùng, có người chủ động tăng giá, ta ra 160 viên ngọc tử, bán cho ta. Ta ra 170, 180, bỗng chốc thành hội đấu giá, mọi người thi nhau tăng giá. Lăng Hàn lắc đầu nói, thuốc của ta nói bán giá nào là giá đó, không tăng cũng không giảm. Lăng Hàn bán viên dẫn mạch đan thứ bảy cho người xếp hàng tiếp theo, một trăm rưỡi, không nhiều không ít. Có người tự nhủ Lăng Hàn ngốc, rõ là chia tiền ít. Một số khác khâm phục Lăng Hàn, thời buổi hiện nay ít ai còn kiên trì nguyên tắc. Lăng Hàn phủi mông dứng dậy, hắn đã kiếm được nhiều ngọc tử, tới lúc tiêu tiền rồi. Lăng Hàn đi qua từng quầy hàng, nơi này có rất nhiều thứ kỳ lạ. Đa số là binh khí khiếm khuyết, nghe nói đào ra từ di tích cổ đại, từng có uy năng không lường được nhưng giờ bị sức mẻ không thể phát huy uy lực. Nói đến độ bén thì chúng nó hơn công nghệ hiện nay mảng lớn, độ cứng hơn xa địa hóa nguyên thiết. Lăng Hàn dằn xuống tò mò, hắn cần tìm tụ linh trận trước. Bản thân không có đủ thực lực dù cầm thần binh lợi khí thì được gì. Lăng Hàn luôn vững tin bản thân mạnh mới là lẽ phải, là căn bản. Chỗ này thật sự có tụ linh trận, Lăng Hàn hỏi giá nói bán 20 viên ngọc tử. Rẻ không, không rẻ chút nào, một viên ngọc tử có thể mua một nô lệ, 20 viên ngọc tử là số tiền lớn. Hơn nữa tụ linh trận chỉ có 7 trận cơ, tài liệu rất thô sơ, khác bằng cương thiết bình thường. Nhưng nó có điểm khác lạ, Lăng Hàn cảm ứng trên trận cơ tỏa ra năng lượng mờ nhạt từ trận văn. Nghe chủ bán bảo mỗi bộ tụ linh trận có thể sử dụng 3 lần, sau đó trận cơ sẽ tan rã, lúc dùng cần bỏ vào 10 đến 100 viên ngọc tử, số lượng càng nhiều hiệu quả càng tốt. Lăng Hàn ngẫm nghĩ, mua 9 bộ tụ linh trận, không phải hắn không muốn mua nhiều thêm mà vì chủ bán chỉ có 9 bộ hoàn thành nhiệm vụ rồi lăng hàn rời đi lăng hàn còn rất nhiều ngọc tử nhưng chúng nó dùng vào việc tu luyện không thể lãng phí lăng hàn về tông môn tìm một chỗ thay quần áo sau đó về nhà lăng hàn nghỉ ngơi một lúc thì đến lúc mặt trời mọc hắn đứng dậy bắt đầu luyện quyền hoán tuyết dậy khá sớm nàng có nhiệm vụ chuẩn bị bữa sáng cho lăng hàn hoán tuyết bận rộn xong ra sân nhìn lăng hàn luyện quyền nửa tiếng sau lăng hàn thu quyền mặt trời đã lên cao luyện tiếp cũng không có hiệu quả nhưng nay hắn có tụ linh trận, Lang Hàn bắt đầu bày trận cơ, thấy Hoán Tuyết đứng một bên, hắn thuận miệng hỏi. Hoán Tuyết có muốn tu luyện không? Hoán Tuyết ngây ra, "Hả?" Hoán Tuyết lộ vẻ mặt khát khao sau đó lắc đầu nói, "Ta không có tài năng luyện võ." Lang Hàn cười nói, "Chỉ cần bên lòng có nghị lực cộng thêm chút cơ duyên thì không có gì là không thể, sau này ta sẽ chuẩn bị mấy viên dẫn mạch đan." Chương 3485, Tôn Kiếm Phương ngơ ngẩn. Hoán Tuyết nói, Đa tạ thiếu gia, hoán tuyết thầm nghĩ lăng hàn chỉ thuận miệng nói cho nàng vui. Đùa, dẫn mạch đan quý giá biết bao, một viên có thể mua bao nhiêu người như nàng. Lăng Hàn nhìn hoán tuyết như thế nhưng hắn không nói gì, nhà đầu này không biết hắn là đan đạo đế vương, luyện đan. Ha ha, trò vặt, ăn sáng đi thiếu gia. Lăng Hàn gật đầu, ăn sáng xong hắn mở tụ linh trận ra, tiếp tục luyện quyền. Ong 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 ong, trận pháp vận chuyển, trên mỗi cây trận cơ trận văn lóe sáng, Ngọc Tử bên cạnh trận cơ toát ra làn khói như đang đốt cháy. Trận pháp này không dẫn động địa thế hoặc là thiên uy nên không bắt buộc phải bài bố ở đâu. nguồn năng lượng hoàn toàn đến từ Ngọc Tử. Lang Hàn vận chuyển quyền pháp, cảm giác có lực lượng tuôn vào trong người. Sướng, Lang Hàn liên tục đánh quyền, trong quá trình có các tia năng lượng tuôn vào trong cơ thể hắn, dâng lên trong kinh mạch, mở rộng kinh mạch đẩy tạp chất ra, giữ lại năng lượng bí ẩn. Vù 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 Lăng Lang Hàn đấm ra càng lúc càng nhanh có thể thấy tàn ảnh để lại. Thông mạch cảnh, tùy bao nhiêu kinh mạch đã thông tính bấy nhiêu tu vi, nhưng tu vi là một chuyện, thực lực là chuyện khác, không thể nhập làm một. Cùng là nhất mạch nhưng mỗi người đã thông kinh mạch độ rộng khác nhau. Thông thường lực lượng nhất mạch khoảng 500 cân, lực lượng 500 cân rất siêu đẳng, tay không giết con sói hoang dễ như chơi. Cực hạn thì lên đến 800 cân, có thể địch lại mãnh hổ. Lăng Hàn vừa đánh quyền vừa thầm nghĩ, lý tưởng của hắn là đột phá lực lượng 800 lần, vậy thì dù tốc độ tu luyện bị chậm chút nhưng lực lượng đủ mạnh thì quan tâm cảnh giới làm gì. Thực lực mới là lẽ phải, cái khác chỉ là ảo. Một đường từ luyện thể cảnh đi đến thiên tôn, Lăng Hàn đâu còn quan tâm mấy thứ có hoa không quả như cảnh giới. Lăng Hàn luyện tập từ sáng sớm đến giữa trưa mới ngừng. Không phải hắn mệt mỏi ngược lại tinh khí thần của Lăng Hàn rất tốt, nhưng kinh mạch đang đau, khiến hắn nhận ra rằng nếu cứ luyện tiếp rất có thể kinh mạch sẽ đứt đoạn. Thế thì rất ngu, sốt ruột không làm nên chuyện gì, làm việc phải có chừng mực lăng hàn nghỉ ngơi tắm rửa một cái ăn bữa cơm rồi hắn xuống tầng hầm chỗ này có một máy đo sức cái mày thô giáp rất to chiếm 2 phần 3 không gian dùng cương loa ti cực thô to cố định chân máy dưới đất phía đối diện lăng hàn là một miếng thiết đen lấp ra quấn miếng thiết đấm vào nó sẽ cho thấy lực lượng bao nhiêu quấn ra để bảo vệ tay lăng hàn hít sâu rồi đấm một cú năng lượng bàng bạc tuôn ra từ kinh mạch bùng một tiếng mạnh mẽ đấm chúng nhưng máy đo sức không dung dinh, chỉ có con số nhảy cuối cùng ngừng lại cố định. 264 cân, mới có bấy nhiêu, Lăng Hàn hơi bất mãn, tuy hắn đã vứt bỏ quá khứ thiên tôn không gì không làm được, nhưng mấy này luyện tập mà chỉ có lực lượng hơn 200 cân. Hơi yếu, nếu có ngõ lý thì tốt rồi, tứ phương quyền chỉ là bản đơn giản, hiệu quả chắc chắn không bằng quyền pháp thật sự. Nếu có thể thôi diễn ra quyền pháp thật thì tiến cảnh của ta sẽ mau hơn rất nhiều. Lăng Hàn thở dài, Tứ phương quyền là căn bản của cổ đạo tông, những trưởng lão còn chỉ được học 3, năm thức, hắn thì làm sao lấy được truyền thừa. Thứ này không chỉ dùng để tu luyện còn để đối địch, uy lực rất lớn. Dùng quyền pháp thử xem, Lăng Hàn vận chuyển tứ phương quyền sau đó đấm một cú. Bùm, miếng da hơi rung rung phát ra tiếng trầm đục, con số thay đổi. 305 cân, thêm không nhiều nhưng ưu điểm là bình ổn. Nếu ta không dùng quyền pháp, liên tục oanh kích thì con số lực lượng dao động đến 260 dùng quyền pháp thì luôn giữ ở mức 300 cân. Lăng Hàn sờ cầm trầm ngâm nói, với thân thể hiện tại của ta có thể giữ cho ta đánh ra bao nhiêu cú đấm. Lăng Hàn lại bắt đầu trách nghiệm, nếu không dùng quyền pháp hắn sẽ giữ tốc độ ra đấm nhanh nhất, đại khái đánh ra trăm cái rồi tốc độ sẽ chậm lại, đến 300 cú đấm thì kiệt sức. Tiếp đó dùng quyền pháp có thể một hơi đánh 150 quyền, sau đó cảm giác hai cánh tay như bị nướng, nóng rát không đánh ra kình lực nổi nữa. Nếu chiến đấu với người khác thì ta phải ước lượng cực hạn của mình, Đừng chỉ lo đánh sướng rồi rơi vào cảnh kiệt sức. Cả buổi chiều Lăng Hàn không luyện quyền nữa, hắn nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm hôm sau liều mạng khổ luyện. Lăng Hàn tiến bộ mau kinh người, qua một ngày quyền lực đã tăng lên tới hơn 290 cân. Hiệu quả của tụ linh trận rất rõ rệt, khiến tiến cảnh của ta tăng nhanh gấp đôi. Nhưng độ mạnh thân thể hơi kém, không đủ cho ta tu luyện cả ngày. Lăng Hàn không biết rằng đổi lại người khác sử dụng tụ linh trận như hắn thì hôm sau không xuống giường nổi tốc độ phục hồi của Lăng Hàn rất biến thái. Lăng Hàn chưa thói quen thân phận người bình thường, bất giác so sánh mình ngày xưa, cảm thấy kém rất xa. Ngày từng ngày qua đi, Lăng Hàn tiến bộ nhanh kinh người. Đến ngày thứ 10 hạn với tôn kiếm phương, quyền lực của Lăng Hàn đã qua ải lớn 500 cân. Về mặt lý luận Lăng Hàn đã là đỉnh nhất mạch, có thể mở ra kinh mạch thứ hai. Nhưng Lăng Hàn chưa có túc dương minh vị kinh mở rộng đến cực độ, vẫn còn không gian tiến bộ rất lớn. Hoán tuyết đến kêu, thiếu ra, tông chủ đại nhân triệu kiến, Lăng Hàn gật đầu, đứng dậy ra khỏi phòng, đến chỗ tôn kiếm phương. Tôn kiếm phương hỏi, thế nào, cảm ứng được kinh mạch chưa? Mười ngày tuy hơi ngắn nhưng phối hợp dẫn mạch quả cộng thêm sự thiên tài của hắn, rất có thể cảm ứng được kinh mạch. Lăng Hàn thành thật nói, cảm ứng được, tôn kiếm phương mỉm cười hết sức vừa lòng, dù có dẫn mạch quả hỗ trợ nhưng trong mười ngày cảm ứng kinh mạch thứ nhất đã rất không tầm thường. Tốt tốt tốt, tôn kiếm phương chỉ vào máy đo sức trong sân, nào, thử xem bây giờ ngươi có lực lượng bao nhiêu cân. Lang Hàn bước tới, giờ nắm đấm, lực lượng trong kinh mạch dâng lên, hắn không dùng quyền pháp. Bùm, một đấm đánh trúng, con số nhấp nháy, tôn kiếm phương giật mình lắp bắp, 500, 506 cân. Tuy chút xíu lực lượng này không đáng gì với tôn kiếm phương, nhưng người mới, sinh ra, hơn 10 ngày, vừa cảm ứng được kinh mạch mà đánh ra lực lượng 500 cân. Bà nội nó, quái vật gì vậy? Đây đã là đỉnh nhất mạch, tôn kiếm phương chép miệng cảm khái thiên tài, thật là thiên tài, chương 3486, nhị mạch, ánh mắt tôn kiếm phương nhìn lăng hàn càng hiền hòa hơn. Tiến cảnh của ngươi vượt xa mong đợi của lão phu, tôn kiếm phương cho rằng quyền lực của lăng hàn cùng lắm đến 100 cân, dù sao mới khởi bước, giờ thì lão thật sự hết hồn. Mười ngày đã tu thành nhất mạch, cho dù cảnh giới càng cao tiến bộ càng chậm, nhưng một, hai năm sau ít nhất tiểu tử này sẽ đến thập nhị mạch. Ha ha, tôn kiếm phương cười thầm chính mình suy nghĩ quá dễ dàng. Càng mở nhiều kinh mạch thì càng khó cảm ứng kinh mạch mới hơn, lão là người từng trải nên biết rất rõ. Nhưng dù 5 năm, 10 năm đến thập nhị mạch cũng rất kinh người. Ngẫm lại tôn kiếm phương lúc đó mất bao nhiêu thời gian. Suốt 37 năm, tôn kiếm phương gật đầu lia lịa, cười tâu, ngươi giỏi lắm, tôn kiếm phương giơ tay lên lại đưa một trái cây, ban cho ngươi thêm một trái dẫn mạch quả, lão phu luôn thưởng phạt rõ ràng. Niềm vui bất ngờ, lang hàn vội nhận lấy, cái này là tặng tiền cho hắn, sao từ chối được. Nếu trực tiếp dùng dẫn mạch quả thì hiệu quả rất kém và chỉ cho một người dùng. Luyện thành đan thì khác, với trình độ của Lăng Hàn dư sức luyện ra 6 đến 8 viên. Hắn đang cống hiến cho cổ đạo tông, Tôn Kiếm Phương vẫy tay ra hiệu Lăng Hàn có thể đi. Lần này cho ngươi 20 ngày khảo sát, Tôn Kiếm Phương chợt lên tiếng, "Khoan, đừng để ai biết tiến độ tu luyện của ngươi, nếu có người hỏi thì nói là sau 20 ngày ngươi mới cảm ứng được kinh mạch thứ nhất." Lăng Hàn gật đầu, ừm, Lăng Hàn biết tôn kiếm phương kêu hắn giấu rốt, vì lòng người khó giỏ, không phải mỗi người đều hy vọng trông thấy hắn lớn lên. Không cần tôn kiếm phương khuyên Lăng Hàn cũng không định nói cho ai biết mình tiến bộ, nếu bị người biết gốc gác thì về sau làm sao hố ai nữa. Lăng Hàn về nhà tìm ra trận cơ tam nguyên trận, chạy đi chỗ luyện đan cũ bày ra trận pháp, rất nhanh luyện dẫn mạch quả thành đan. Lần này được 6 viên, kém hơn lần trước một chút. Lăng Hàn không nản lòng, sát suất thành đan vốn có dao động, nhiều hoặc ít hơn một viên là bình thường. Lăng Hàn phải tăng cao kỹ thuật thì xác suất thành đan mới cao hơn. Việc này chỉ có thể từ từ, hơn nữa một lò được 6 viên hay 7 viên đan đều không ít. Vì trong tay còn nhiều ngọc tử nên Lăng Hàn không gấp gáp bán đan dược, hắn về phòng, thông qua quang não tìm hiểu kỹ hơn thế giới này. Thứ này có thể xem là ngõ lý phiên bản nâng cấp. Lăng Hàn thầm nhủ không thể cho ngõ lý biết, không thì gã có thêm công năng cảm xúc sẽ điên lên. Thiên địa mới này hơi giống cổ giới, có vũ trụ minh mông to lớn đầy sao. Như hành tinh chỗ Lang Hàn ở gọi là Thiên Hải Tinh, thuộc tinh hệ Bán Mã. Tinh hệ có 11 hành tinh giống Thiên Hải Tinh xoay quanh một hành tinh lớn. Chỉ có Thiên Hải Tinh dựng dục ra sự sống, nhưng khoa học kỹ thuật phát triển đến thời kỳ đỉnh cao từng phát ra máy dò xét đến hành tinh khác, có phát hiện kinh người. Lang Hàn nhìn thấy hình ảnh là một kiến trúc tàn khuyết. Ngày xưa từng gây chấn động lớn, chẳng lẽ trên hành tinh khác từng có văn minh? nhưng nhân loại chưa kịp thăm dò sâu thì thiên địa xảy ra biến động lớn việc này bị gác lại còn chưa giải quyết xong vấn đề sinh tồn thì ai rảnh rỗi thăm dò vũ trụ vô cùng vô tận mọi người suy đoán vũ trụ không giới hạn chắc còn có thể sự sống văn minh khác có lẽ ngày nào đó sinh vật trí tuệ có trình độ văn minh càng cao sẽ giáng lâm thiên hải tinh theo ghi chép lịch sử thì văn minh nhân loại khởi nguồn từ ba ngàn năm trước nhưng nay thiên địa biến động lớn nhiều kiến trúc cổ lộ ra từ lòng đất chứng minh văn minh của nhân loại không phải ba ngàn năm ngắn ngủi nhưng văn minh ba ngàn năm trước bị diệt tuyệt như thế nào? Động đất, siêu sóng thần, thiên thạch ngoài vũ trụ đập chúng. Trước đó có người suy đoán nhân loại tiến hóa từ vượn khỉ. a à, lang hàn sờ mặt mình, không thể tưởng tượng bộ dạng xấu xí mặt lông lá của mình. Chúng ta có khởi nguồn từ đâu? Lang hàn đóng quang não lại, hắn thì biết mình đến từ đâu, vấn đề là thần thạch có lai lịch gì? Tôn kiếm phương nói lão mang thần thạch về từ trong cổ tích, nhưng tư liệu cụ thể thì sao? Một mảnh trống rỗng, những cái này cần ta tự mình thăm dò, thế giới thật thú vị, đáng tiếc nhóm loạn tinh, đại ca, nhị ca không ra được, không thì mọi người cùng nhau mạo hiểm trong thế giới này thật vui. Lăng Hàn rất yên phận, thực lực của hắn rất yếu, phải biết giấu mình. Mỗi ngày luyện quyền xong Lăng Hàn sẽ trách nhiệm lực lượng, từ 500 cân vững bước tiến lên, rất nhanh qua ải lớn 600 cân, rồi 700 cân, 800 cân. Lực lượng 800 cân là cực hạn thiên tài phải dừng bước cổ đạo tông có lịch sử trăm năm chưa từng có ai nhất mạch sở hữu lực lượng 800 cân. Nhưng Lăng Hàn không thỏa mãn, nếu hắn dừng lại ở đây thì hắn chỉ là thiên tài. Lăng Hàn luôn theo đuổi cực hạn, 800 cân. Không chấp nhận, Lăng Hàn rất tự tin, vì hắn chưa cảm giác áp lực đến từ kinh mạch chứng minh còn có thể mở rộng tiếp. 900 cân, 1000 cân, ngày thứ 10 mai từ khi tạm biệt tôn kiếm phương, Lăng Hàn có lực lượng ngàn cân. Điều này cực kỳ khủng bố, nhị mạch bình thường chỉ có chút lực lượng như vậy, lăng hàn mới là nhất mạch mà sánh ngang nhị mạch không kinh người sao được lăng hàn lẩm bẩm đã đến cực hạn ta cảm giác kinh mạch hơi nhói không thể mở rộng nữa không thì sẽ vỡ ra vậy bắt đầu cảm ứng kinh mạch thứ hai thôi lăng hàn chọn sáng sớm luyện quyền muốn cảm ứng kinh mạch mới ở trong tụ linh trận thì không có hiệu quả kinh mạch thứ nhất đã tràn ngập lực lượng không cách nào chứa thêm năng lượng mới vì vậy lực lượng tiến vào cơ thể tìm chỗ đột phá khác nhưng trong một chốc không tìm ra đường đi lực lượng va đụng lung tung trong cơ thể khiến lăng hàn khó chịu hắn phun búng máu tức ngực muốn chết bà nội nó muốn giết người mà lăng hàn thở hổn hển hắn biết là do mình hơi nôn nóng tu luyện không thể nóng nảy không thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma làm từ từ lăng hàn điều chỉnh tâm tính bắt đầu luyện tứ phương quyền hắn vẫn không dùng dẫn mạch quả vì tự tin vào năng lực của mình năng lượng xông vào người chạy lung tung lăng hàn tịnh tâm mặc cho lực lượng chuyển động tìm lối ra Năng lượng này như con rắn nhỏ bơi khắp người lăng hàn, làm hắn càng lúc càng khó chịu nhưng chẳng cố gắng chống, dường như thân thể không thuộc về hắn. chương 3487, Chiến với sói. Trải qua nhiều tai nạn lớn, chút chuyện nhỏ này không đáng gì với hắn. Nhưng không thể để nó kéo dài lâu, năng lượng sẽ phá hoại cơ thể hắn. Khi sắp đến cực hạn thì người lăng hàn run nhẹ, cảm giác nhẹ hắng. Thành công, lăng hàn nhoẻn miệng cười, lực lượng đã tìm được điểm đột phá, từ ngón áp út tay phải chạy dọc theo cánh tay lên vai, lên cổ ngừng lại ở đinh chóp lỗ tai. Thủ thiếu Dương Tam Tiêu Kinh, hắn đã thông kinh mạch thứ hai. Nhị mạch, Lăng Hàn cảm giác người nhẹ lâng lâng, lực lượng cường đại tuôn vào thân thể, làm hắn có cảm giác sức mạnh tràn đầy. Lực lượng của Lăng Hàn tăng vùn vụt, vài ngày sau hắn gặp một vấn đề, chín tụ linh trận bị hỏng, ngọc tử cũng gần hết. Lăng Hàn lại nghèo rất mồng tơi, nhưng hắn có sáu viên dẫn mạch đan. Xem lịch ngày vừa lúc là ngày 21 Lăng Hàn hơi cải trang, buổi tối đi chợ đêm. Một người đội mặt nạ đầu châu xuất hiện, nhiệt tình chào. Hàn huynh đệ, rốt cuộc đợi huynh đến, là giọng nhiếp dương, Lăng Hàn kinh ngạc hỏi. Người nhận ra ta, vì hắn chưa kịp nói lời nào. Nhiếp dương cười nói, chỉ có huynh mới bày quầy hàng trong góc hẻo lánh như vậy. Sao rồi, có bán dẫn mạch đan không? Lăng Hàn cười hỏi, người đột phá, nhiếp dương tự hào nói. Đương nhiên, nhiếp dương dù gì là thiên tài có tiếng trong cổ đạo tông, chẳng qua ít dẫn mạch quả làm hạn chế tốc độ tiến cảnh của gã. Giờ có dẫn mạch đan trợ giúp, nhiếp dương dễ dàng cảm ứng được kinh mạch thứ 8. Lăng Hàn hỏi, còn chưa tu đến cực hạn đúng không? Có cần gấp vậy không? Nhiếp dương cảm thán rằng, huynh đệ thật là không đói không biết nỗi khổ của người đói, đó là dẫn mạch đan, chỉ có huynh đệ mới lấy ra bán. Lăng Hàn cũng chép miệng, người cũng rất giàu, nhiếp dương cười cười, he he, có một số ngọc tử là nhiếp dương đổi với báu vật gã kiếm được lúc mạo hiểm, một số khác là ra ra cho gã, ai kêu gã có một lão tổ thập nhất mạch, sắp đến trên đỉnh của thế giới này. Lăng Hàn không hỏi nhiều, hắn cần ngọc tử, chuyện của người khác thì không thèm quan tâm. Lăng Hàn lấy một cái bình ra đặt dưới đất, vẫn là 150 viên ngọc tử. Nhiếp dương ném ra chiếc túi to giao cho Lăng Hàn, cầm bình lên. Mua, Lăng Hàn cười hỏi, ngươi không nhìn xem thật hay giả. Nhiếp dương phóng khoáng nói, ta tin con người của huynh đệ. Lăng Hàn gật đầu, người này đáng giá làm quen, nhưng phẩm vị hơi khác lạ, lần trước đội mặt nạ dê, lần này là mặt nạ trâu. Nhiếp dương nói, nếu gặp rắc rối cứ đến tìm ta, nhiếp dương không tìm người khác mua dùm mình, vì gã biết hành động này không hiện thực, không ai sau khi biết đó là dẫn mạch đan còn chấp nhận đưa lại cho gã. 151 viên dẫn mạch đan, giá như thế rất dễ bán, chỉ mười mấy phút lăng hàn đã bán đi 3 viên, còn 3 viên hắn giữ lại cần dùng. Lăng Hàn lại mua mấy bộ tụ linh trận rồi cẩn thận rời đi. Cứ thế qua vài ngày, lăng hàn thấy chán hắn định ra ngoài đi dạo đương nhiên trong phạm vi hải bình sơn nơi này không có yêu thú dù có cũng chỉ mới dị hóa không quá lợi hại nhưng vì bảo hiểm lăng hàn vào trấn mua một thanh kiếm chế tạo bằng địa hóa nguyên thiết sắc bén cứng rắn lăng hàn mang theo kiếm đi vào núi sâu thiên địa biến động lớn đất đai thay đổi có cổ tích lộ ra dưới lòng đất có núi cao nhô lên núi cao ban đầu cũng thay đổi có thêm khe cốc đỉnh nhọn Hải Bình Sơn tồn tại từ thời xưa chứ không phải xuất hiện sau khi thiên địa biến dị, nhưng trên núi mọc thêm nhiều núi treo leo cao đâm mây. Tuy cổ đạo tông chiếm cứ ngọn núi lớn này nhưng không ai trèo lên những ngọn núi treo leo được. Không phải đường đi quá hiểm ác mà do có lực lượng vô hình áp chế không thể lên đỉnh. Chắc có trận pháp ở đó, Lăng Hàn suy đoán. Lăng Hàn bước chậm trong rừng sâu, không khí tươi mát. Nghe nói trước khi thiên địa biến dị nhân loại tiến vào thời đại công nghiệp hóa, phá hoại thiên nhiên rất nhiều sau khi biến dị công xưởng thành phế tích, môi trường trở nên tốt hơn. Đây đúng là mỉa mai, lang Hàn đi lệch khỏi tuyến đường bình thường, vào trong thiên nhiên nguyên thủy. Mới hơn 100 năm mà các thực vật đã sinh trưởng sum xuê, nhiều cây cao hơn trăm thước, như những ngọn núi nhỏ che dập trời. Lang Hàn bước chậm, cảm giác thoải mái như rồng bơi qua biển cả, cọp về núi sâu. Đi một lúc lang Hàn thấy khát nước, hắn tìm đến một dòng suối nhỏ múc nước uống. Chợt lang Hàn dâng lên báo động mãnh liệt, veo một luồng kình phong từ sau lưng ập đến lăng hàn giơ nắm tay xoay người đánh một đấm đây là một con sói to màu đen dài khoảng hai thước lông mềm sáng bóng con sói vốn rất thần tuấn nhưng nó nhe hàm răng nanh chảy nước dãi trông dữ tợn bùm cú đấm trúng miệng sói to đầu sói né nắm tay hai bên lướt qua nhau lăng hàn bất ngờ vì cú đấm bị hụt sói to vồ hụt vững vàng đáp xuống đất nó rất cao lớn khoảng một thước hai đôi mắt như đèn phe nhìn lăng hàn chằm chằm lăng hàn ngoắc ngón tay Đến đây nào, sói to không vội tấn công, nó chậm rãi bước tới bước lui như đang tìm điểm yếu của Lăng Hàn. Sói là động vật rất thông minh, là kẻ săn bắn, một trong các ưu điểm của nó là kiên nhẫn. Lăng Hàn cười lớn sông lên, ngươi không đến thì ta lên. Đối phó một con sói hoang rất có thể mới bắt đầu dị hóa thì Lăng Hàn không cần sử dụng binh khí. Sói to buộc phải nghinh chiến, nó hô móng vuốt chụp xuống đầu Lăng Hàn. Thân hình con sói to lớn, cú tát có lực lượng rất lớn, hoặc 500 cân hoặc ít nhất 3, 400 cân. Lăng Hàn không sợ chút nào, va chạm một kích với sói to. Sói to phát ra tiếng gầm, thân thể to lớn bị đánh bay ra ngoài. Lăng Hàn thở dài rút nắm tay về, trên nắm tay có vết chảy do móng vuốt của sói cắt chúng. Về lực lượng thì Lăng Hàn chiếm ưu thế, nhưng khí lực mạnh mẽ lại thua con sói. Nếu có thể tu luyện Bất Diệt Thiên Kinh thì tốt rồi. Lăng Hàn cười to bảo, lại đến, năm xưa Đồ Long như làm thịt gà. Giờ chỉ là một con sói to bình thường chẳng lẽ hắn không làm gì được. Con sói bị đấm rất đau nhưng càng kích thích nó điên cuồng hơn, lao vào phản kích Lăng Hàn. Lăng Hàn kịch chiến với sói to, hắn dựa vào vô số kinh nghiệm chiến đấu cộng thêm ưu thế lực lượng rất nhanh chiếm ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn vận chuyển tứ phương quyền, lực lượng mỗi cú đấm ổn định khoảng 1200 cân. Ngươi là vật tế đầu tiên, ầm, sói to gào rú, rất nhanh bị đánh sụng sống lưng. Chương 3488 con khỉ buổi tối có thịt ăn lang hàn lột ra rửa sạch thịt sói bên dòng suối sau đó đốt lửa trại gác miếng thịt sói lên rất nhanh thịt nướng vàng ứa ra mỡ tỏa mùi thơm hấp dẫn đáng tiếc có pháp khí không gian thì tốt rồi có thể đựng gia vị mùi vị sẽ càng ngon lang hàn đang định ăn thì một con đại mã hầu nhảy ra liên tục chỉ vào miếng thịt chít 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 một con đại mã hầu đòi đồ ăn lang hàn hơi bất ngờ nơi này không phải trong nguyên thế giới dã thú toàn thành tinh nên chúng nhân tính hóa trí tuệ nhiều hơn nữa cũng không kỳ lạ còn chỗ này là mảnh thiên địa mới mở ra con đường tiến hóa xuất hiện động vật thông minh như thế khiến người giật mình thấy lăng hàn không phản ứng đại mã hầu xoay người trồng đít đỏ lắc qua lắc lại như đang khiêu khích lăng hàn cười lớn dùng kiếm cắt một miếng đùi sói ném qua đại mã hầu vội vàng đón lấy thân hình rất nhanh nhẹn nhưng thịt mới nướng chín rất nóng đại mã hầu vừa bắt chúng liền la oai oái nhưng ham ăn không chịu buông tay liên tục ném từ tay trái qua tay phải, lặp đi lặp lại ném mấy chục lần thịt nhiệt độ miếng thịt giảm xuống. Đại Mã Hầu bắt đầu ăn, cắn một miếng mỡ tràn ra, thịt nọng mỡ rất ngon. Đại Mã Hầu sung sướng hú, ăn càng nhanh, hú hú hú, Lăng Hàn cũng ăn, hắn đói sẹp bụng, rất nhanh Đại Mã Hầu ăn hết sạch thịt, xòe tay hướng Lăng Hàn, mắt trợn to hơi đáng yêu, như đang cầu xin. Lăng Hàn bật cười, lúc trước hắn mới xem phỏng đoán nhân loại tiến hóa từ vượn khỉ, có vẻ đây là huynh đệ viễn cổ của hắn. Lăng Hàn lại ném một miếng thịt ra, "Lấy đi." Đại mã hầu hưng phấn nhảy cẫng lên, cắm đầu ăn. Khẩu vị của đại mã hầu khá lớn, ăn hết bốn miếng thịt mới không xin Lăng Hàn nữa. Veo, đại mã hầu nhảy người leo lên cây, lá cây đung đưa, rất nhanh nó biến mất. Ai, thật là vong phụ ân nghĩa a, à, ăn xong liền chạy. Ngươi còn chưa lau mỏ đâu, loại huynh đệ viễn cổ này thà không cần. Kỳ lạ, chẳng phải hắn được năng lực thân thiết thường đại sao? Tại sao có thể tác dụng gì với con khỉ này? lăng hàn cười cười thầm nhủ hắn sẽ không so đo với một con khỉ lăng hàn thấy trời đã tối đen hắn định tìm hang núi ở qua đêm hiện giờ thực lực của hắn chỉ tương đương với đỉnh nhị mạch bình thường không tính là mạnh nên không thể lơ là được lăng hàn khá may mắn rất nhanh tìm đến một hang núi bên trong khô giáo lăng hàn nhóm đống lửa dùng hòn đá đơn giản bịt kín cửa hang sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi lăng hàn đặt kiếm ngay cạnh mình nếu có dã thú gì ban đêm đánh lén là hắn sẽ giết ngay một đêm bình tĩnh qua đi lang hàn đã dưỡng thành bản năng tỉnh dậy trước khi mặt trời mọc hắn đẩy hòn đá chặn cửa hang ra tìm đất bằng luyện quyền lang hàn vào núi sâu một mặt là rèn luyện mặt khác hắn muốn thử vận may có thể tìm được chân quả không sau khi thiên địa biến dị xuất hiện nhiều thực vật mới ví dụ dẫn mạch quả thụ ngoài ra còn nhiều thực vật kết trái quý giá có lợi lớn cho võ giả loại thực vật này gọi là chân thụ chân thảo kết trái thì kêu là chân quả đương nhiên cũng có người gọi là dị quả bảo quả, thậm chí tiên quả. Trong cổ đạo tông có một gốc dẫn mạch quả thụ, là bảo thụ quý giá nhất hiện nay. Nhưng ai biết được trong núi lớn này có gốc bảo thụ thứ hai không? Ủa, Lăng Hàn đang luyện quyền chợt lỗ tai nhúc nhích, hắn nghe tiếng sột soạt, các con đại mã hầu từ trên cây nhảy xuống ngồi ở trước mặt hắn. Có ít nhất 30 mươi mấy con vây quanh Lăng Hàn, có đại mã hầu được cao lớn khỏe mạnh, có khỉ cái ôm khỉ con. Chúng nó vây xem, còn bắt trước Lăng Hàn đánh quyền, bộ dạng chẳng ra cái gì khiến người xem buồn cười. Lăng Hàn mắc kệ chúng, thời gian tu luyện mỗi ngày có hạn, hắn xem đám khỉ như không tồn tại, mãi khi thời gian tu luyện nửa tiếng kết thúc mới ngừng. Những con đại mã hầu súng lại, dường như biết mới rồi không thể quấy dày Lăng Hàn. Chít chít chít, Lăng Hàn đổ mồ hôi lạnh hỏi, chắc người không phải đòi ăn đi, hôm qua con khỉ ăn thịt sói xong không lẽ về ổ tuyên truyền, nên hôm nay mang nhiều đồng bạn đến. Trong mắt Lăng Hàn thì mỗi con khỉ đều giống hệt nhau, rất khó phân rõ con khỉ hôm qua là con nào lang hàn cười nói được rồi dù sao ta cũng ăn sáng vì tình gia đình viễn cổ hắn sẽ mời chúng bữa ăn này lang hàn nướng thịt bầy khỉ nhìn chòng chọc chúng nó ngửi mùi thịt nóng nảy nhảy lên nhảy xuống không kiềm được chảy nước miếng ròng ròng lang hàn chia thịt sói thành nhiều phần bản thân lấy một phần còn lại cho bầy khỉ hết cầm đi bầy khỉ ùa lên chia thịt nướng ăn xong bầy khỉ giải tán ngay lang hàn lắc đầu nói ai quả nhiên là một đám ăn cháo đá bát, Lăng Hàn dọn dẹp một chút, cầm kiếm lên chuẩn bị xuất phát. Sột soạt, lá cây đung đưa, mấy con đại mã hầu xuất hiện, nhưng lần này chúng nó không đến tay không mà cầm hai trái cây. Bảy con khỉ đặt 14 trái cây trước mặt Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc hỏi, Ủa, cái này cho ta sao? Không lẽ hắn sai rồi, bảy khỉ cũng biết báo ân. Bảy con khỉ nhảy lo cho như đang trả lời Lăng Hàn. Chít chít, Lăng Hàn cười lớn nhận hết trái cây, không cần để sát mũi cũng ngửi được mùi thơm mát ruột mát gan. Lăng Hàn cầm đi rửa sạch, chọn một trái ăn, cắn một miếng có nước ngọt ngào ứa ra trong miệng, làm lỗ chân lông toàn thân nở ra, chỉ có hai chữ thoải mái. Không chỉ thế, Lăng Hàn cảm nhận có chút năng lượng dâng lên trong kinh mạch, đem đến tác dụng khuyết trương. Nhưng tốc độ siêu chậm, không bằng lúc hắn luyện quyền. Có thể nâng cao tu vi, Lăng Hàn ngạc nhiên, dù hơi yếu ớt nhưng không cần tự mình tu luyện, Chống rỗng có được, ai có thể từ chối hấp dẫn. Chân quả, cái này cũng là chân quả. Lăng Hàn ngồm ngoàm nhai xong trái cây, bắt đầu ăn trái khác. Những trái cây này cùng một chủng loại, to cỡ nắm tay, màu đỏ mọng nước. Thật là đồ tốt, không chỉ tươi ngon còn có thể tăng tu vi. Dù Lăng Hàn đã ăn no nhưng vẫn chướng bụng ăn hết số trái cây. Ăn 14 trái cây tương đương với Lăng Hàn tu luyện thêm một ngày. Lăng Hàn tràn đầy mong chờ nhìn một con đại mã hầu, hỏi. Còn trái cây giống như vậy không? Đám đại mã hầu đâu nghe hiểu, chúng nó kêu chít chít nhìn Lăng Hàn như xem tên ngốc. Mợ nó, bị mấy con khỉ xem thường, Lăng Hàn chỉ hột dưới đất, làm động tác ăn cho bầy khỉ xem. Các huynh đệ viễn cổ này chắc, có thể xem hiểu, mươi 3489, Lão Tôn, quả nhiên bầy khỉ hiểu được, một con đại mã hầu đi lên trước vài bước, ngoái đầu thấy Lăng Hàn không nhúc nhích thì hô cánh tay ra hiệu hắn đi theo. Lăng Hàn đã hiểu, con khỉ đại khái muốn mang hắn đi chỗ chân thụ. Hay quá, Vậy là hắn có thể tự hái, không cần xin bầy khỉ. Cả đám trèo núi vượt non, bầy khỉ động tác nhanh nhẹn, không có đường thì leo núi, trèo cây. Lăng Hàn thì khác, hắn bây giờ chỉ có sức lực lớn hơn người bình thường một chút, vận động cường độ cao làm hắn thở hổn hển. Lăng Hàn kêu tạm dừng, giữa đường nghỉ ngơi mấy lần mới đến một sơn cốc. Sơn cốc rất ẩn khuất, chủ yếu vì đường khó đi, a à không, thật ra là không có đường, 70% chặng đường toàn là leo cây. Đây rõ ràng là hang ổ của đàn khỉ, trong cốc có trăm con khỉ. Chúng nó thấy lang hàn đến thì nhảy tới gần kêu chít chít, bám nhánh cây bay tới bay lui rất là hăng hái. Lang hàn cười cười, cố gắng biểu hiện thân thiện. Đàn khỉ này luôn ăn loại chân quả đó thì chắc sức lực rất lớn, lỡ chọc giận chúng nó, trăm con khỉ đổ dồn lên thì không đùa được. Chí tôn thiên tài vô thượng thủa xưa như hắn chết dưới nắm đấm của khỉ thì sẽ để tiếng xấu muôn đời. Đáy cốc có một gốc cây ăn quả, chỉ cao tám thước. Trong môi trường hiện nay độ cao 8 thước không chút bắt mắt, lang hàn nhìn chăm chú vào trái kết trên cành. Toàn là loại trái hắn đã ăn, nhưng đa số chưa chín, không to bằng nắm tay, chưa có màu chín đỏ. Chỉ khoảng hơn 10 trái có thể hái, đều nằm trên ngọn cây. Lang hàn định leo cây hái trái, hắn đến dưới gốc cây, khi định leo thì bỗng chợt chân té dập mặt. Đàn khỉ vui vẻ cười to, chít chít chít, mỡ nó, bị bầy khỉ cười nhạo. Lang hàn phủi mông đứng dậy, hắn thầm thấy lạ là tại sao đột nhiên trượt té đất chỗ này không quá trơn lang hàn thận trọng hơn khi sắp leo cây thì lại bị trượt chân té ngã đàn khỉ rất dễ buồn cười chúng nó cười té lăn quay chết có gì đó kỳ lạ chắc chắn lang hàn bò dậy không có lý nào khi không hắn té ngã được chắc chắn có kẻ phá rối a à không có lẽ là khỉ hắn đưa mắt đánh giá nhưng mỗi con khỉ cách hắn khá xa lang hàn không tin chúng nó cách không khí ảnh hưởng được hắn vậy rốt cuộc là chuyện gì Lăng Hàn càng cẩn thận hơn, động tác càng chậm. Bộp, Lăng Hàn đột nhiên nhanh chóng ôm thân cây, để xem ngươi còn phá dối thế nào. Lăng Hàn leo cây, nhưng mới trò gần nửa thước chợt cảm thấy tay chân mềm nhũn. Bịch, Lăng Hàn trượt từ trên cây xuống ngã trồng vó. Đàn khỉ vui vẻ, chít chít, bố tiên sư cha nhà nó. Lăng Hàn có cảm thấy ức chế như hổ xuống đồng bằng bị chó coi thường, lúc trước hắn cường đại, oách biết bao, giờ bị đàn khỉ cười nhạo. Bước bối, có tiếng cười lấn át tiếng đàn khỉ. Ha 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 ha, hả, lăng hàn sửng sốt, khỉ chỉ biết kêu chít chít chứ không nói được, ai đang cười. Là người, nơi này có người, chắc chắn là người đó ra tay, nhưng có vẻ như không có ác ý gì, nếu không phát lực từ xa giết lăng hàn dễ như chơi. Lăng hàn đứng dậy vái bốn phía, vị tiền bối này có thể cho vãn bối bái kiến được không? Một giọng nói vang lên, tiểu tử thật sự muốn gặp lão tôn, người này họ tôn, lăng hàn cười nói, đương nhiên, giọng nói chất chứa danh mãnh được rồi vậy ngươi hãy tìm lão tôn đi lang hàn trước tiên nhìn cái cây nhưng không phát hiện cái gì hắn khuếch lớn phạm vi tìm vẫn không thấy ai bốn phía là vách cốc không có hang núi nơi nào giấu người được ủa lang hàn phát hiện một chỗ khác lạ một đống lá to chất trồng như che lấp cái gì lang hàn bước đến gần tiền bối ở chỗ này phải không nhưng đống lá hơi nhỏ có người giấu trong đó được sao giọng nói vang lên coi như tiểu tử nhà ngươi thông minh lăng hàn đứng bên cạnh nhưng hoàn toàn không tìm ra thanh âm phát ra từ đống lá cây cao nhân có khác lăng hàn vẹt lá cây ra một chiếc hai chiếc ba chiếc liên tục gỡ lá xuống khi chỉ còn ba chiếc lá lăng hàn lại gỡ xuống một chiếc mặt lộ biểu tình không tin được dưới lá cây không phải giấu một người mà là cái đầu đầu con khỉ lăng hàn choáng váng mới rồi là con khỉ này nói chuyện với hắn cũng là con khỉ trêu đùa hắn lăng hàn nhìn kỹ thân thể con khỉ ở trong lòng núi chỉ có cái đầu ló ra ngoài, chắc chắn nó không tự chui vào vì khe hở chỗ cổ rất nhỏ, không đủ cho thân thể chui lên, cái đầu cũng không rụt vào đi đường hầm được. Con khỉ này dường như bị giam cầm trong lòng núi, con khỉ nhe răng mặt hung dữ quát, "Khe, tiểu tử, thấy lão tôn tại sao không quỳ?" Thật sự là con khỉ nói chuyện, Lăng Hàn ngạc nhiên, hơn 100 trước thiên hải tinh biến dị, nhiều mãnh thú mở ra trí tuệ, có được lực lượng cường đại lực lượng, nhưng chưa từng nghe dã thú biết nói. Chẳng lẽ con khỉ thật sự là huynh đệ viễn cổ của nhân loại, nên sau khi biến dị thì biết nói tiếng người. Lăng Hàn chắp tay, nhưng hắn sẽ không lại một con khỉ. Kính chào tiền bối, con khỉ la to, nhân tộc nho nhỏ. Năm xưa lão tôn uy chấn thiên hạ biết bao thiên tài nhân tộc muốn đi theo lão tôn, nhưng lão tôn không vừa mắt ai. Giờ cho ngươi cơ hội lại mà ngươi không cần, thật là tức chết lão tôn. Đàn khỉ xung quanh nhìn từ xa, dường như rất kính sợ con khỉ này. Lăng Hàn thầm gật gù, con khỉ biết nói tiếng người thì đẳng cấp tiến hóa rất cao, hèn gì khiến những con khỉ khác kính sợ. Lăng Hàn hỏi, hình như tiền bối bị chân áp ở đây. Lăng Hàn đã trải qua nhiều chuyện, nhìn cảnh này là biết ngay con khỉ bị chân áp. Tuy nó chỉ lộ cái đầu, lông màu vàng như đúc bằng hoàng kim, có cảm giác uy vũ cao quý, không phải khỉ bình thường. Con khỉ vốn rất tức giận, nghe Lăng Hàn hỏi thì xì hơi, ủ rũ. Bi trọt chúng chỗ đau, con khỉ lại tràn đầy tự tin nói. Hừ, Bầu trời không che được mắt của lão Tôn, ngọn núi này sao có thể vĩnh viễn trấn được ta? Không đến 10 năm chắc chắn lão Tôn sẽ thoát khốn, con khỉ này cũng tội thật, rõ ràng được biến dị tiến hóa ra trí tuệ, có lực lượng cường đại nhưng bị đè dưới ngọn núi như nhốt trong tù. Nó còn giữ được trái tim lạc quan thật là không dễ dàng. Lang Hàn khen, tâm tính của tiền bối thật tốt, con khỉ Đắc Y nói. Đương nhiên, lão Tôn vô địch cùng giai, tương lai đã định trước sẽ vô địch dưới vòng trời sao. Trông con khỉ vô âu lo, khó tưởng tượng hiện tại nó đang bị chân áp. Lăng Hàn hỏi, nên xưng hô tiền bối như thế nào? mươi 3490, công pháp, con khỉ ngẫm nghĩ, lắc đầu, vẫn chưa thoát khốn, nói ra tên thật thì tổn hại uy danh của lão tôn, người gọi ta là tôn hầu tử đi. Họ hầu lại là có khỉ, gọi là tôn hầu tử cũng đúng. Lăng Hàn nhe răng cười nói, ta gọi ngươi là hầu ca đi, dường như con khỉ có thực lực rất kinh người, kêu một tiếng hầu ca không chịu thiệt. Tôn hầu tử ngước nhìn lăng hàn, hơi bất ngờ. a à, những huynh đệ ngày xưa cũng hay kêu nó là hầu ca, tiếc rằng sau trận đại loạn đó giờ còn được mấy người sống. Tôn hầu tử chợt nổi hứng đề nghị, tiểu tử, chúng ta kết bái đi. Hả, kết bái với con khỉ, khóe môi lăng hàn co giật, cảm giác như nằm mơ. Con khỉ tức giận, mắt bắn ra tia sáng rất đáng sợ. Như thế nào, ngươi ghét bỏ lão tôn, lăng hàn lấy lại tinh thần, có vẻ như con khỉ rất nhạy cảm, ưm, phù hợp tính cách khỉ nôn nóng biến sắc mặt rất nhanh lang hàn cười nói đâu có ta chỉ bị giật mình vì niềm vui bất ngờ thôi tôn hầu tử liền cười đúng là thay đổi rất nhanh đúng rồi kết bái với lão tôn toàn là kẻ ghê gớm lang hàn là loại người quyết định liền làm hắn xoay người hướng về cùng một hướng với tôn hầu tử quỳ xuống dập đầu tôn hầu tử gật nhẹ đầu xem như quỳ lạy tốt lắm chín lạy xong rồi chúng ta là huynh đệ tôn hầu tử tạm dừng nhìn hướng lang hàn huynh đệ, người tên là gì? Kết bái kiểu này thật là hồ đồ, không biết tên mà đã lại. Lăng Hàn trả lời, Lăng Hàn, tôn hầu tử nói, huynh đệ, thực lực của ngươi hình như không được tốt lắm. Con khỉ cao mày như muốn vỏ đầu bứt tai, thật là một người tính cách thành thật, A à không, là con khỉ tính cách thành thật, bản thân bị trấn áp mà đã sốt ruột thay cho Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu nói, mới bắt đầu tu luyện, tôn hầu tử hỏi, ngươi tu luyện công pháp gì? Lăng Hàn lắc đầu nói, không có con khỉ lộ ra vẻ kinh ngạc nó hoàn toàn khai hóa trí tuệ nên biểu tình rất phong phú tôn hầu tử nhìn lý thất dạ không tu luyện công pháp chẳng lẽ người tu luyện bằng cách nguyên thủy nhất om đôi mắt tôn hầu tử bắn ra tia sáng quét lăng hàn từ trên xuống dưới thế mà ngươi tu luyện đến cực hạn được ui trà huynh đệ người rất bất phàm ưng ừ, sức sống sinh mệnh thân thể rất mạnh hèn gì ngươi tu đến mức tận cùng tôn hầu tử rất vui vẻ nhe răng cười nói không uổng là huynh đệ của lão tôn ta, có phong thái nam xưa của lão tôn. Huynh đệ, lão tôn dạy cho ngươi bộ công pháp, ngày xưa lão tôn ăn cắp nó, tiếc rằng lúc trộm vào tay thì lão tôn không cần nữa, giờ cho ngươi được lợi. Lòng lang hàn run lên, công pháp tu luyện, lang hàn vẫn luôn nghi ngờ dùng quyền pháp tu luyện không phải đường ngay, quả nhiên có công pháp. Lang hàn nói, đa tạ hầu ca, tôn hầu tử tùy tiện nói, người một nhà, cảm ơn cái gì. Tôn hầu tử há mồm phun ra các chữ phù màu vàng bay hướng lăng hàn, chui vào chán hắn. Ông 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 ông, người lăng hàn rung lên, trong thức hải sinh ra sóng gợn biến ra các chữ cổ xưa. Lăng hàn không biết những chữ cổ xưa này nhưng hắn xem hiểu, rất kỳ lạ. Vượt qua chữ viết, lăng hàn thầm gật gù, đây là một loại công minh tinh thần. Một lúc sau chữ biến mất, nhưng lăng hàn biết hắn đã nắm giữ công pháp, một bộ công pháp thích hợp thế giới này. Tiếc rằng giờ không phải lúc mặt trời mới mọc, không thể tu luyện. Tôn Hầu Tử nghiêm túc nói, huynh đệ, lai lịch của bộ công pháp này kinh người, người không thể truyền dạy cho ai, thậm chí không thể để người biết ngươi tu luyện công pháp gì, nếu không sẽ mang đến nguy hiểm lớn cho ngươi. Tim lang hàn rớt cái bịch, tuy mới quen nhưng hắn đã hiểu thấu tính cách đại ca này thẳng ruột ngựa, là con khỉ thành thật. Lang hàn thận trọng gật đầu nói, ta biết, không quên cào nhau, hơn nữa ta cũng không biết tên của môn phái này. Lang hàn ngừng một lúc, nói tiếp, hầu ca thật sự có thể thoát khốn, Tôn hầu tử ngạo nghễ nói, đương nhiên rồi, ngọn núi rách nát này đè lão tôn lâu như vậy sao có thể đè cả đời. Lăng Hàn không nói nữa, hắn thầm ghi nhớ chuyện này, trở về sau thực lực cường đại sẽ giúp đỡ đại ca mới này thoát khốn. Tôn hầu tử nghiêm túc nói, người có thể sử dụng công pháp này khi chiến đấu, sẽ có hiệu quả. Cụ thể là hiệu quả gì thì lão tôn không dành, vì lão tôn ngày xưa cũng không tu luyện nó. Nghe nói công pháp này là tập cơ bản của bộ vô thương thiên công. Người đừng coi thường nó, đặt nền móng cơ bản nghiêm ngặt thì mới lên đỉnh cao thượng vô thượng được. Không có tôn hầu tử quấy rối, lang hàn hái được chân quả, hắn đi săn một con dê núi, rửa sạch nướng xong chia cho đàn khỉ. Lang hàn ngủ một đêm trong sơn cốc, sáng sớm hôm sau hắn dậy thật sớm, khoanh chân ngồi chờ mặt trời mọc. Đêm qua tôn hầu tử chỉ điểm chi tiết tu luyện cho hắn, giúp lang hàn hiểu thấu bộ công pháp này. Con khỉ tỏ vẻ khâm phục mộ tính mạnh mẽ của hắn. Khoảnh khắc mặt trời ló lên, lăng hàn vận chuyển công pháp rút đi lực lượng thiên địa hóa thành năng lượng của bản thân bùm người lăng hàn run nhẹ vì năng lượng tuôn vào nhiều kinh người gấp trăm lần lúc trước đánh quyền lúc trước như suối nhỏ xô đẩy giờ thì như sông rộng chảy xiết có lúc lũ dâng lên mắt thường thấy cáu bẩn ứa ra từ lớp da hắn rất hôi sau nửa tiếng lăng hàn ngừng lại mắt tràn đầy khó tin hắn đã mở rộng kinh mạch thứ hai đến cực độ không thể tiến thêm một bước không thì kinh mạch sẽ bị vỡ quá khoa trương ban đầu cần nửa tháng hắn mới đến đỉnh nhị mạch, vậy mà bây giờ hoàn thành chỉ trong một ngày. a à, hồi quá, lăng hàn nhe răng, hắn bài tiết ra nhiều tạp chất bằng tổng hợp đợt trước. Hết cách, lần này tiến bộ quá lớn, hắn vội vàng chạy ra sân cốc, tìm nguồn nước tắm rửa. Dọc đường đi mấy con khỉ bịt mũi lộ vẻ ghét bỏ lăng hàn. Ai, bị con khỉ xem thường, lăng hàn tìm đến con sông, rửa sạch từ đầu đến chân sau đó về sân cốc. Tôn hầu tử kêu lăng hàn qua, Lão Tôn lại truyền một bộ quyền pháp, miễn cho ngươi sức chiến đấu quá yếu làm mất tiếng tăm của lão Tôn. Cái này tên Hầu Quyền, một nhánh trong Cửu Thú Tiên Quyền, bí pháp truyền thừa huyết mạch của lão Tôn. Nghe nói nó dung hợp Cửu Thú Tiên Quyền hoàn toàn có uy lực vô cùng. Bị Hầu ca xem thường làm lăng hàn không biết nên nói cái gì, hơn nữa học Hầu Quyền từ con khỉ làm hắn cảm thấy rất hài. Tôn Hầu tử nghiêm túc nói, "Ngưng tâm, tĩnh thần, chương 3491, phục kích" mắt tôn hầu tử phát sáng bắn ra nhiều ký hiệu ùa vào thức hải của lăng hàn những ký hiệu hóa thành một con khỉ đánh quyền cực kỳ linh động bất giác lăng hàn học theo rồi chìm đắm vào khi hắn hoàn toàn ngộ ra thì được biết đã qua bốn ngày bốn ngày không ngờ lâu vậy lăng hàn cảm thấy rất đói vội hái chút trái cây hắn liên tục ăn hơn 10 trái mới không đói nhũn người lăng hàn ở lại ba ngày chủ yếu hỏi tôn hầu tử về hầu quyền lăng hàn học sơ bộ quyền pháp nhưng cảm thấy nó vô cùng cao thâm hoàn toàn có thể nghiên cứu cả đời. Nếu không phải tôn hầu tử dục hắn đi, Lăng hàn lo tôn kiếm phương lâu không thấy mặt tưởng hắn mất tích phái người đi tìm thì hắn rất muốn ở lại đây nửa năm, một năm. Vào sơn cốc ngày thứ 8 lăng hàn rơi đi, Lăng hàn vừa đi vừa thầm nghĩ, rốt cuộc là kẻ nào trấn áp hầu ca. Trong ba ngày tôn hầu tử chỉ điểm lăng hàn tu luyện chứ không nói gì về việc riêng của mình. Ngẫu nhiên có nhắc đến con khỉ cũng đánh chống lảng, không lộ ra nhiều. Tôn Hầu Tử khuyên Lăng Hàn đừng nói cho ai biết về nó, nếu gặp rắc rối gì thì cứ chạy đi Sơn Cốc tìm nó, hễ ở trong Sơn Cốc thì vấn đề gì cũng không còn là vấn đề. Hầu ca là người, khi có câu chuyện riêng, hình như ngày xưa oai phong một gói, rất ghê gớm, đáng tiếc hiện tại bị người trấn áp. Lợi hại thật, thiên địa biến dị từ hơn 100 năm trước, nếu hầu ca bị trấn áp từ khi đó thì đã được bao nhiêu tuổi. Đừng thấy thiên tôn hở chút sống mấy kỷ nguyên nhưng đó là thời gian trong thần thạch, nơi này một năm bằng một ngàn kỷ nguyên trong thần thạch, vậy tính ra người trốn này già hơn lăng hàn gấp vô số lần. Tuổi thọ của nhân loại chỗ này khoảng 120 năm, chủ là phát triển khoa học kỹ thuật có thể chữa nhiều bệnh tật, có nhiều thuốc bổ kéo dài tuổi thọ. Sau khi thiên địa biến dị hế bước lên đường tu luyện thì ít khi bị bệnh, có thể luôn giữ thân thể khỏe mạnh đến trăm tuổi. Nhưng mức giới hạn tuổi thọ dài nhất không thay đổi gì lớn. Có người sống đến 150 tuổi nhưng rất ít ỏi, đa số chết khoảng trăm tuổi. Bởi vậy hầu ca sống rất lâu, lăng hàn trèo núi vượt non, mới qua bốn ngày nhưng tốc độ của hắn mau nhiều, nhẹ nhàng nhiều. Trong ba ngày tu vi của lăng hàn tăng cao kinh người, đến đỉnh tam mạch. Tuy không dùng phép đo lực nhưng Lăng Hàn phỏng trừng lực lượng của mình khoảng 4.000 cân. Đỉnh kinh mạch chỉ cỡ lực lượng 3.500 cân, giờ Lăng Hàn đã ngang ngửa một ngũ mạch trung kỳ bình thường. Lăng Hàn đang đi chợt cảm giác có sát ý, lực lượng vô địch đã mất nhưng thần thức của hắn vẫn nhạy bén. Xoẹt, một người lao ra từ lùm cây đằng trước, trịnh đồng phong, gã cầm thanh kiếm, mặt dư tợn, mắt tràn ngập sát ý nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười nói, trịnh sư huynh đây mà, sao vậy, lại muốn dẫn ta ra ngoài chơi. Trịnh đồng phong suýt tức chết, trở về từ sòng bạc trịnh đồng phong đi tìm Lý Trường Đan cứu mạng, nhưng Lý Trường Đan không muốn khi không gánh nhiều nợ nần như vậy, từ chối bồi thường dùng gã. Cách giải quyết duy nhất là tìm ra Lăng Hàn lấy lại những ngọc tử, không thì trịnh đồng phong bước ra khỏi cổ đạo tông sẽ bị sòng bạc làm thịt khi biết lăng hàn rời khỏi tông môn vào rừng sâu rèn luyện trịnh đồng phong liền mai phục trên con đường hàng ngày đi ngang qua sốt cuộc gã đã chờ được lăng hàn trịnh đồng phong rít qua kẽ răng đều nhờ ngươi ban cho nên bây giờ ta không dám ra khỏi tông môn một bước lăng hàn lắc đầu nói nói gì kỳ tự hỏi lại mình đi mục đích mang ta đi sòng bạc là gì có tư cách chỉ trích ta sao trịnh đồng phong la lên đưa ngọc tử cho ta thì ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết thật lòng trịnh đồng phong không muốn giết lăng hàn chủ yếu là không dám vì hắn được tôn kiếm phương yêu thích nếu lăng hàn chết chắc chắn tôn kiếm phương sẽ điều tra kỹ lỡ cha đến chỗ gã thì tàn đời thật nên lăng hàn chịu giao ra ngọc tử gã bồi thường thêm một chút thì chắc có thể giàn xếp bên sòng bạc lăng hàn lắc đầu nói dọn cục đá đập chúng chân mình lại còn làm bộ dạng người bị hại đừng khiến người ghê tởm lăng hàn sải bước đi tới không thèm để trịnh đồng phong vào mắt tay phải trịnh đồng phong siết chặt chuôi kiếm chờ lăng hàn đi ngang qua người mình gã bỗng vụt xoay người hét to lăng hàn là ngươi ép ta xoẹt trịnh đồng phong đâm kiếm vào lưng lăng hàn đinh một tiếng giòn vang lăng hàn kịp lúc rút kiếm chặn lại công kích của trịnh đồng phong trịnh đồng phong cảm giác cánh tay tê dại suýt không cầm được chuôi kiếm trịnh đồng phong hoảng sợ gã là tứ mạch trung kỳ lực lượng cao tới 3.000 cân vậy mà va chạm với lăng hàn làm cổ tay gã đau nhức sao có thể như vậy? Trịnh Đồng Phong kinh kêu, không, không lẽ người có bí bảo gì? Trịnh Đồng Phong biết tôn kiếm phương rất thiên vị lăng hàn, hắn được ban cho bí bảo thượng cổ gì cũng không khó tin. Nếu không như vậy thì trịnh Đồng Phong không thể tưởng tượng nhất mạch bình thường làm sao mạch đến mức đó. Lăng hàn cười khẽ, à, hắn lười quan tâm người chết, lòng trịnh Đồng Phong sôi sục sát ý. Gã phải lấy được ngọc tử trên người lăng hàn, không thì gã khó vượt qua được cửa ải trước mắt. Dường như Lăng Hàn có thứ gì rất ghê gớm, khiến tim Trịnh Đồng Phong đập nhanh. Giết người, cướp tiền, cướp của, mắt Trịnh Đồng Phong đỏ ngầu, tuy là người luyện võ nhưng gã mới 20 tuổi, chưa giết được vài con mãnh thú, giờ thăng cấp lên giết người khiến máu dồn lên não, làm gã choáng váng. Trịnh Đồng Phong hô kiếm xông lên, chết đi, nhưng Trịnh Đồng Phong không tấn công ngay mặt mà xoay vòng quanh Lăng Hàn. Trịnh Đồng Phong tin tưởng, bí bảo chỉ tăng lực lượng của Lăng Hàn nhưng phản ứng, tốc độ thì không theo kịp. Gã chỉ cần xoay vòng quanh hắn mấy vòng chắc chắn sẽ làm hắn hoảng loạn lộ ra sơ hở. Giống như linh cẩu bắt siết châu rừng, nếu đấu cứng thì linh cẩu sẽ bị châu rừng đâm chết ngay. Nhưng vòng ra sau châu rừng cắn nó thì dù có lực lượng lớn đến đâu châu rừng cũng sẽ chết. Trịnh Đồng Phong tràn đầy tự tin Lăng Hàn là châu rừng, gã là linh vi cẩu, chờ gã chộp được cơ hội thì một kích có thể lấy mạng hắn nhưng trịnh đồng phong nhích người thì kinh khủng phát hiện tốc độ của lăng hàn không thua gì gã cái gì trịnh đồng phong kinh ngạc đến ngây người loại bí bảo gì khiến lực lượng tốc độ của người khác biến đổi về chất chương ba nghìn bốn trăm chín mươi hai kích động đinh 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 trong nhiều đợt va chạm trịnh đồng phong có cảm giác gặp quỷ đối phương thật sự là nhất mạch sao gã cảm giác đụng độ ngũ mạch quá cường đại trịnh đồng phong bị áp chế hoàn toàn đừng nói oanh sát lăng hàn nếu tiếp tục đánh nhau thì gã khó sống sợ hãi sinh ra làm trịnh đồng phong đánh mất chiến ý. Đi, trịnh đồng phong nhủ thầm trong lòng, xoay người định trốn về trong tông. Lăng Hàn hừ lạnh một tiếng, còn muốn chạy, Lăng Hàn không phải trịnh đồng phong, cả đời hắn trải qua bao nhiêu cuộc sát phạt, hắn sải bước sông lên, trường kiếm đâm vào lưng đối phương. Trịnh đồng phong không quay đầu lại giơ kiếm đỡ, đinh, lực lượng của trịnh đồng phong thua xa Lăng Hàn, bị hắn dùng thân kiếm đánh lệch, kiếm tiếp tục đâm vào gã. Trịnh đồng phong đổ mồ hôi lạnh la lên lăng sư đệ có gì từ từ nói chuyện lăng hàn nói được thôi ngươi nói cho ta biết là ai kêu ngươi mang ta đi sòng bạc trịnh đồng phong á khẩu gã không dám bán ra lý trường đan không thì kết cục của gã chẳng tốt hơn gì lăng hàn cười khẩy nói không nói ta cũng không cần lăng hàn đâm kiếm phập lưới kiếm lạnh băng xuyên qua thân thể trịnh đồng phong kiếm này rèn từ địa hóa nguyên thiết cực kỳ sắc bén cứng rắn trịnh đồng phong tuy là tứ mạch lực lượng cao 3.000 cân nhưng thể phách không khác gì người bình thường, gã không ngăn nổi một kiếm này. Trịnh Đồng Phong quay đầu ù lại, ngơ ngác nhìn Lăng Hàn rồi mí mắt từ từ khép kín, đầu nghẹo sang bên nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Lăng Hàn thật sự không quan tâm ai ám toán sau lưng mình, người đó sẽ còn nhảy ra, hắn chỉ cần có đủ thực lực, ai đến thì giết kẻ đó, không quan tâm là ai. Chỉ là trò hề, Lăng Hàn rút kiếm về, ngẫm nghĩ, kéo Trịnh Đồng Phong vào rừng cây phía xa. Vậy thì phải mấy tháng sau mới phát hiện xác của Trịnh Đồng Phong, hoặc có lẽ vĩnh viễn ở lại tại chỗ. Người khác có lẽ sẽ chân mềm tay run, nhưng cả đời Lăng Hàn sát phạt quyết đoán, đánh chết cường giả thiên tài nhiều không đếm xuể, hắn không để bụng chuyện này. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu ai phạm ta thì trả lại gấp 10 lần. Đây là nguyên tắc của Lăng Hàn, hắn luôn giữ chặt nguyên tắc này. Lăng Hàn gãi đầu, có chút buồn bực, ai, rõ ràng ta dung chứa nguyên nguyên thế giới, chỉ số may mắn, năng lực thân thiết nên siêu cao mới đúng, vì sao luôn chuốc rắc rối. Không lẽ vòng sáng thù hận mới là thuộc tính mạnh nhất của ta, đè bẹp tất cả. Chỉ có thể gì ai thích như vậy, lăng hàn về lại chỗ ở, kêu hoán tuyết đến đưa cho nàng ba viên đan dược. Cầm đi, hoán tuyết tò mò hỏi, thiếu ra, đây là cái gì? Lăng hàn thuận miệng trả lời, à, dẫn mạch đan, hoán tuyết không nói nên lời, há hốc mồm, cái gì, đây là dẫn mạch đan tuy hoán tuyết không phải người trong võ đạo nhưng từ nhỏ sống ở cổ đạo tông có nghe nói về dẫn mạch quả dẫn mạch đan thứ này rất mắc đặc biệt dẫn mạch đan đáng giá hơn dẫn mạch quả cỡ một trăm ngọc tử trở lên một viên ngọc tử thì đủ mua người như nàng Lăng hàn tặng cho nàng ba viên nên hoán tuyết mới ngây như phỗng hơn nửa ngày hoán tuyết mới tỉnh hồn nhưng vẫn lắp bắp thiếu thiếu ra ta 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 lang hàn gật đầu nói cầm đi chờ chút nữa ta dạy tứ phương quyền cho, người luyện xong lúc sáng sớm mặt trời mới mọc nuốt một viên đan dược rồi bắt đầu luyện quyền. Hoán tuyết lắp bắp, niềm vui bất ngờ khiến nàng choáng váng. Đa, tạ, tạ, tạ thiếu ra, giờ phút này hoán tuyết sẵn sàng chết vì lăng hàn. Trong loạn thế này cái gì quan trọng nhất? Thực lực, nàng không biết mình có thể bước vào võ đạo không, nhưng ít nhất lăng hàn cho nàng một cơ hội. Không ai cho nàng cơ hội như vậy. Lăng hàn dạy tứ phương quyền cho hoán tuyết, từ khi nắm giữ công pháp không biết tên không rõ lai lịch thì đừng nói tứ phương quyền bản đơn giản dù là tứ phương quyền gốc cũng không lọt vào mắt hắn đương nhiên lúc đối địch tứ phương quyền vẫn rất hữu dụng hoán tuyết không ngốc cũng được kích phát đấu trí học một lần không được thì hai lần ba lần dù tay mỏi chân đau nàng vẫn cắn răng kiên trì mãi khi lăng hàn kêu ngừng hoán tuyết mới nghỉ ngơi một chút mất vài ngày hoán tuyết mới học xong tứ phương quyền nhưng chỉ được cái hình có nhiều chỗ chi tiết không đủ hoàn mỹ lại qua hai ngày hoán tuyết hoàn toàn nắm giữ tứ phương quyền. Lăng Hàn mỉm cười, nếu hắn bồi dưỡng ra thì nữ thập nhị mạch có khi nào làm người ta sợ chết khiếp không? Lăng Hàn nhớ đến chuyện khác, hai ngày nữa là thời hạn ước hẹn với tôn tông chủ, có thể nào được thêm một trái dẫn mạch quả không? Tài phú của Lăng Hàn toàn dựa vào dẫn mạch đan, nhưng nguyên vật liệu dẫn mạch đan bị hạn chế, không thể có được số lượng lớn. Có thể thu mua không? Chắc rất khó, không đến thập nhị mạch thì mỗi người đều lo giữ dẫn mạch quả lại cho riêng mình a à, có thể làm cách này mắt lăng hàn sáng rực hắn nghĩ ra một cách nhưng đã dùng hết dẫn mạch đan nên cần chờ chút nữa mới thử nghiệm được lại qua hai ngày lăng hàn đã mở rộng kinh mạch thứ bốn đến cực độ hiện tại lăng hàn có lực lượng tám cân bình thường đỉnh tứ mạch chỉ cỡ ba năm trăm cân nhưng cảnh giới cao cũng tiến bộ chậm tổng giá trị năng lượng lăng hàn hấp thu không thay đổi nhưng số lượng kinh mạch càng nhiều càng khó mở rộng lăng hàn cần nhiều ngọc tử hơn để bày ra tụ linh trận tăng tốc độ tu hành còn chân quả nữa, loại trái cây trực tiếp tăng tu vi thế này có bao nhiêu cũng không chê ít. Cùng với lực lượng tăng vọt, thể chất của Lăng Hàn cũng tăng tiến, cơ bắp càng săn chắc, xương cốt chắc khỏe nhiều, nếu không thì đánh một đấm có thể làm nát đá nhưng nắm tay của mình cũng vỡ. Lăng Hàn phát hiện tăng mạnh như vậy là nhờ ăn chân quả trong hầu cốc. Trong 7 ngày đó Lăng Hàn được mở rộng tầm mắt, con khỉ trong cốc có khí lực siêu mạnh, từ chỗ cao té xuống không bị thương không chết, có khi vì thỏa mãn thèm ăn chúng nó còn đi săn giết một con mãnh hổ, chỉ có ba con đại mã hầu đực, khi trở về không thiếu một con khỉ, không con nào bị thương. Có thể thấy khí lực của chúng mạnh cỡ nào, chương 3493, đổi trái cây. Lăng Hàn biết lực lượng của mình tăng tiến quá nhanh, độ cứng thân thể không theo kịp. Người khác chắc không có vấn đề như vậy, tu vi tiến bộ thì khí lực cũng dần mạnh lên, không cần lo lắng cái gì. Lăng Hàn đến chỗ tôn kiếm phương, hắn không dám phô bày hết lực lượng ra, chỉ nói mình đã thông kinh mạch thứ hai và khuyết trương đến tận cùng. Tôn Kiếm Phương mừng rỡ, khen Lăng Hàn một lúc rồi ban cho một trái dẫn mạch quả. Tôn Kiếm Phương nói: "Đây là trái dẫn mạch quả cuối cùng, cổ đạo tông một năm thu hoạch 10 trái dẫn mạch quả, dù Tôn Kiếm Phương là tông chủ cũng không thể đưa hết cho Lăng Hàn." "Ta hiểu." Lăng Hàn rời đi, hắn đã nghĩ ra cách giải quyết vấn đề dẫn mạch quả. Ngay hôm đó Lăng Hàn luyện dẫn mạch quả thành đan, rồi đi chợ đen bày hàng, dưới đất viết mấy chữ: "Ta có dẫn mạch đan, đổi dẫn mạch quả." Mọi người xem liền vây quanh lại ai chẳng biết dẫn mạch đan có hiệu quả tốt hơn dẫn mạch quả, nhìn giá là biết. Giá thị trường của dẫn mạch quả là 100 ngọc tử, dẫn mạch đan thì cao hơn. Nên ai chẳng muốn luyện dẫn mạch quả thành đan, vấn đề là không người làm được. Giờ xem Lăng Hàn ra điều kiện như vậy liền đoán được hắn có cách luyện dẫn mạch quả thành đan, hắn sẽ kiếm lời to. Quan trọng là họ không làm được, nên chọn thế nào giữa một trái dẫn mạch quả và một viên dẫn mạch đan. Đương nhiên chọn dẫn mạch đan, không ai ngốc mang dẫn mạch quả đến đây nhưng chỉ chốc lát có người đến trao đổi dẫn mạch quả người kia nói ta có một điều kiện ta biết ngươi chắc chắn luyện chế được dẫn mạch đan yêu cầu của ta là sau khi luyện ra phải bán cho ta thêm một viên lang hàn ngẫm nghĩ nói được hắn phát tài lớn không ngại khiến người cũng được chút lợi hơn nữa điều này không phá hỏng quy định mỗi người chỉ được mua một viên đan dược huynh đệ huynh đệ nhiếp dương cũng đến lần này gã đội mặt nạ đầu heo thật là một kẻ tính cách ngầm kỳ dị chỗ ta cũng có dẫn mạch quả cầm đi, nhưng có lợi đừng quên ta. Lăng Hàn mỉm cười, nhiếp dương biết cách ứng xử hơn người khách trước, trực tiếp bán nhân tình cho hắn. Lăng Hàn gật đầu nói, được, Lăng Hàn định bụng luyện dẫn mạch quả thành đan rồi trực tiếp tặng một viên cho nhiếp dương. Lăng Hàn mang bảy viên dẫn mạch đan đến nhưng chỉ có ba người trao đổi với hắn. Tính ra thì cổ đạo tông một năm có 10 trái dẫn mạch quả, tôn kiếm phương ban cho Lăng Hàn ba trái, còn ba trái kiếm được từ giao dịch, vậy là chỉ còn bốn trái ở bên ngoài có lẽ người giữ bảo quả chưa được tin tức hoặc đã ăn rồi. Lăng Hàn tạm thời dẹp hàng, được ba trái dẫn mạch quả có thể luyện chế ra nhiều dẫn mạch đan rồi. Lăng Hàn về chỗ ở, hắn đi luyện đan trước, lần này được 23 viên đan dược, hiệu suất luyện đan đã lên cao. Lăng Hàn mới vào cửa đã thấy hoán tuyết hưng phấn chạy ra đón. Thiếu ra, thiếu ra, Lăng Hàn cười hỏi, như thế nào, trời sắp sập, hoán tuyết ngại ngùng, nàng đã mất đúng mực, nhưng dây sau lại hưng phấn nói thiếu gia ta cảm ứng được kinh mạch lang hàn gật đầu nói rất tốt hắn thấy nhà đầu này cố gắng rất nhiều trong lòng cũng vui vẻ sau đó hoán tuyết sụ mặt xuống áy náy nói thiếu gia chỉ trách hoán tuyết quá ngu ngốc ăn mất ba viên dẫn mạch đan rồi Lang hàn cười lớn vẫy tay nói không sao đây lại cho ngươi ba viên chờ ngươi tu nhất mạch đến mức tận cùng hãy dùng nó hoán tuyết kích động không biết nên nói cái gì thiếu gia thiên tri kiêu tử như Lý Trường Đan cũng phải chờ 2 năm mới được một trái dẫn mạch quả. Còn nàng, đã được 6 viên dẫn mạch đan, dẫn mạch đan quý giá hơn dẫn mạch quả nhiều, hoán tuyết vô cùng cảm động, chỉ muốn moi tim moi gan cho Lăng Hàn. Lăng Hàn trầm ngâm nói, người đã cảm ứng được kinh mạch vậy hãy báo cho Tông Môn, sau này có thể trở thành đệ tử chính thức của Tông Môn. Trong thời đại này ít võ giả có thể tu hành, nên mỗi người đều rất quý giá. Hễ trở thành võ giả thì địa vị sẽ bay lên vù vù. Mỹ nữ như hoán tuyết chỉ cần một viên ngọc tử là mua về được, nếu là võ giả, mời người ta ra tay một lần cần 10 viên ngọc tử, tranh lệch lớn như trời. Bùm, hoán tuyết quỳ xuống liên tục dập đầu, thiếu ra, hoán tuyết muốn suốt đời đi theo người, hoán tuyết có chết 100 lần cũng không thể báo đáp ơn đức lớn của thiếu gia. Trên đời không có ai tốt với nàng hơn lăng hàn, hắn chưa từng yêu cầu nàng làm gì, đây mới là điều khiến nàng thật sự trao trọn tấm lòng hoán tuyết kiên định quyết tâm dù xảy ra chuyện gì cũng mãi mãi là thị nữ của lăng hàn lăng hàn cười không miễn cưỡng hắn từng là trí tôn tất nhiên có tâm tính xứng đôi hoán tuyết đã kiên trì thì hắn sẽ không khuyên nữa chuyện này liên quan gì hắn lăng hàn ngẫm nghĩ đã quyết định tài bồi thị nữ này vậy thì chịu trách nhiệm một chút vậy lăng hàn cho hoán tuyết một bộ tụ linh trận dạy đối phương cách vận dụng tụ linh trận này rất đơn giản không cần chi thức trận pháp chỉ cần bày ra trận cơ có đủ ngọc tử là được hoán tuyết cảm động khóc xong trong lòng nàng chỉ có một suy nghĩ là nếu lăng hàn gặp nguy hiểm nàng sẵn sàng thay thế hắn gánh chịu lăng hàn tạm thời không thiếu ngọc tử lại luyện ra nhiều dẫn mạch đan đủ đổi một đống ngọc tử cho hắn tu luyện thời gian dài lăng hàn lo tập trung vào hầu quyền mỗi lần luyện bộ quyền pháp này là hắn có cảm mộ mới dường như uy lực không có cuối lăng hàn thầm nghĩ hầu ca nói đây là có được trong truyền thừa huyết mạch tổ tiên của hầu ca từng ra đại năng như thế nào Điều kiện truyền thừa huyết mạch là tổ tiên từng có nhân vật siêu ách, nên mới từ phần gốc ảnh hưởng huyết mạch. Trước thời đại này từng có một văn minh võ đạo, nhưng không biết tại sao biến mất. Tổ tiên của Hầu Ca chắc từ thời đại đó. Tiếc quá, phòng trừng Hầu Ca biết nhiều về thời đại đó nhưng không chịu nói cho ta nghe. Cũng đúng, bây giờ thực lực của ta quá kém, có một số việc ta biết ngược lại không hay. Đinh đong, tiếng chuông cửa vang lên, hoán tuyết chạy ra mở cửa, một lúc sau dẫn một người trẻ tuổi vào. Người trẻ tuổi cười chào Lăng Hàn, sau đó đưa tấm thiệp mời. "Lăng sư đệ, mấy hôm nữa là sinh nhật 18 tuổi của Hạ Diệu Âm Hạ sư muội, vừa lúc Hạ sư muội đột phá lục mạch, đặc biệt mời Lăng sư đệ đến dự tiệc." Chương 3494, dự tiệc. Lăng Hàn nhận thiệp mời, người trẻ tuổi lộ nụ cười kỳ dị xoay người định đi. Lăng Hàn lên tiếng, "Chờ đã." Đợi người trẻ tuổi đứng lại, Lăng Hàn hỏi, "Xưng hô thế nào đây?" Người trẻ tuổi xoay người lại, vẻ mặt khó chịu nói ta là sư huynh của ngươi khi nói chuyện với sư huynh phải thêm từ xin cho thôi ngươi mới vào tông lần này ta không trách ta họ bàng bàng an hòa lăng hàn phất lờ gã cúi đầu xem thiệp mời đệt mợ nó bàng an hòa bực bội như đấm trúng bông gòn bị cho ăn bơ khiến gã tức xì khói bàng an hòa nóng nảy muốn đánh người nhưng ngẫm lại lăng hàn là môn nhân mà tông chủ đại nhân vừa ý nhất có muốn làm gì hắn cũng không đến lượt gã tích cực dẫn đầu thôi dù sao hắn không đắc ý được bao lâu, bàng an hòa hất tay nghênh ngang rời đi, hoán tuyết tiến khách ra ngoài, nàng không cười nữa, trừng mắt lườm bàng an hòa. Hoán tuyết ước gì có sức mạnh đấm gục tên khốn này, dám bất kính với thiếu gia nhà nàng. Chờ đó, nàng nhớ kỹ món nợ này, lăng hàn không quan tâm bàng an hòa, thiên tri kiêu tử từng tự phụ hính mũi nhìn trời trước mặt hắn nhiều không đếm hết, nhưng đều bị hắn đánh thành đồ khờ, sách như gà con. Hạ Diệu Âm là tôn nữ của thất trưởng lão Hạ Quan, hèn gì sinh nhật 18 tuổi trống khua chiêng như vậy. Hạ quan 20 năm trước vào thập mạch, trở thành trưởng lão cuối cùng của cổ đạo Tông, cảnh giới hiện giờ. Chưa biết, mặc dù tôn kiếm phương đối xử tốt với ta nhưng cũng khiến nhiều người ghen ghét, lúc này mời ta dự tiệc, ha ha, phỏng trừng đa số không có ý tốt. Thôi được, đi xem sao, còn 4 ngày mới đến tiệc sinh nhật của Hạ Diệu Âm, Lăng Hàn tiếp tục luyện yêu hầu quyền, tiện tay chỉ dẫn hoán tuyết. Thiên phú của hoán tuyết tuy không cao nhưng hiện giờ tu luyện chẳng cần thiên phú gì, chỉ cần có thể cảm ứng được kinh mạch thì còn lại là có công mài sắt có ngày nên kim. Đặc biệt nhất mạch, chỉ cần lực lượng đến 500 cân. Hoán tuyết không phải thiên tài, lực lượng 500 cân là cực hạn của nàng, có tụ linh trận gia cố, ngày thứ ba nàng tu luyện xong nhất mạch. Ăn ba viên dẫn mạch đan vào hoán tuyết cảm nhận kinh mạch thứ hai, thành công mở ra tiến vào nhị mạch. Đến ngày thứ bốn hoán tuyết đã có lực lượng 700 cân, nghe rợn cả người chỉ có lăng hàn mới rộng rãi dồn nhiều tài nguyên cho người không có chút thiên phú như vậy. Nên biết sáu viên dẫn mạch đan có thể đào tạo một lục mạch. Nếu bị người ta biết sẽ mắng lăng hàn phá sản, xa xỉ đến không lời nào để nói. Lực lượng của lăng hàn từ 8.000 cân thẳng tiến đến một vạn cân, tiến bộ nhanh hơn hoán tuyết nhiều, sánh bằng đỉnh lục mạch, nhưng hắn mới chỉ mở ra kinh mạch thứ năm. Lăng hàn phát hiện khí lực của mình nhanh chóng biến mạnh. Chân quả lúc trước ăn vào bụng đã bị tiêu hóa hết, chắc không có tác dụng gì nữa. Nhưng tại sao khí lực vẫn tăng vùn vụt, thật vô lý. Lăng hàn suy nghĩ rất lâu, cảm thấy đây là tác dụng của công pháp không biết tên. Hầu ca nói công pháp này có nhiều diệu dụng, tăng mạnh khí lực chắc là một công năng trong số đó. Không thể cứ gọi nó là công pháp chưa biết được, ưm, gọi là công pháp hầu ca đi. Lăng hàn gật gù, nếu nhóm nữ hoàng mà biết sẽ bảo rằng, người này dù ở đâu vẫn rốt đặt tên như thường. Lăng hàn nhìn sắc trời hơi tối, ngoắc thị nữ nói nhỏ. Hoán tuyết, chúng ta đi hoán tuyết kích động hỏi hoán tuyết cũng được đi thân phận như hoán tuyết không có tư cách đến hoạt động như yến hội trừ phi lăng hàn mở tiệc nàng là phó tổng có thể đứng nghe hoặc làm việc khổ sai lăng hàn gật đầu tính cách hắn bao che hoán tuyết là người của hắn tất nhiên cao quý hơn ai hết hoán tuyết chạy nhanh như chấp vậy thiếu ra chờ chút hoán tuyết thay đồ ngay khóe môi lăng hàn co rút quả nhiên nữ đều thích làm đẹp chẳng qua chỉ đi dự tiệc có cần cố ý thay đồ vậy không qua một lúc sau hoán tuyết xuất hiện thay váy dài màu đỏ sạch sẽ, trên vai đeo bao nhỏ màu trắng, mặt hơi tô son phấn càng trắng nón, môi đỏ mỏng, mắt to hơn chút. Trang điểm thế này thì thật là, chật chật, hoán tuyết vốn đẹp 7 phần, giờ lên 8 phần, không uổng công hóa trang. Hoán tuyết nhăn nhó, thiếu da, bị thiếu da nhìn chằm chằm làm nàng hơi ngại ngùng, lang hàn cười khẽ đi trước, đi, hoán tuyết vội theo sau, nàng không dám đi song song với lăng hàn mà tụt hậu một bước, vẫn nhớ kỹ bổn phận thị nữ của mình. Lăng Hàn mới bước ra khỏi cửa chợt ngừng lại, thiếu ra, Lăng Hàn xấu hổ cười hỏi, hạ diệu âm ở chỗ nào, hoán tuyết xì cười, thiếu ra thật thú vị, hoán tuyết không dám trêu, vội chỉ đường, hai người bước đi, cổ đạo tông rất lớn, kiến trúc đa số lộ ra sau động đất, thuộc về thời đại văn minh đời trước. Có một số mới xây bắt trước phong cách cổ đại, nhưng vì nhìn mới toanh nên phân biệt rõ ràng. Đi khoảng 20 phút hai người đến trước một viện lạc lớn. Đây rõ ràng là kiến trúc mới xây, vì rất lớn kiến trúc cổ toàn là các viện lạc nhỏ, nơi này lớn gấp 5 lần, tường ngoài tô phấn mới tinh. Hai phó tổng đứng trước cửa đón khách, mặc đồ rất kỳ lạ, sau lưng như có đuôi én, cổ áo còn cột vải vòng tròn. Lăng Hàn tìm hiểu văn minh trăm năm trước qua quang não, bộ đồ như thế gọi là đuôi chim én, tầng lớp thượng lưu tổ chức tiệc mới mặc vào. Thứ họ đeo trên cổ gọi là nơ, còn có một loại caravat cũng giống nơ nhưng sẽ thả cái đuôi dài xuống, càng kỳ lạ. Nhiều khách đi vào, đa số tụm năm tụm ba đến. Nam mặc đồ tây, nữ thì quần áo đủ kiểu, có người lộ đùi trắng, lộ lưng, một nửa ngực lộ ra. Lăng Hàn rất ngạc nhiên, nữ nhân nơi này thật là không biết dè dặt gì hết. Lăng Hàn bước tới đưa thiệp mời ra, một phó tòng nhận lấy, làm động tác mời, thì ra là Lăng thiếu gia, mời. Lăng Hàn đi tiếp, Hoán Tuyết vội đi theo, biểu hiện cẩn trọng. Tuy Hoán Tuyết là võ giả nhưng trong thời gian ngắn không thay đổi tâm tính làm phó tổng được. Có người trẻ tuổi cười phá lên, ha 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 buồn cười quá, có người mang cả thị nữ đến đây. Bạn gái đi cạnh thanh niên che miệng cười khẽ, bộ dáng hàm xúc nhưng ánh mắt khinh thường nhìn hoán tuyết đã tỏ rõ thái độ. Người trẻ tuổi tiếp tục trào phúng, dù không tìm thấy bạn đi cùng cũng đừng mang theo thị nữ đến trường hợp như thế nào, không ngại mất mặt. Bạn gái hùa theo, vịt con xấu xí mãi là vịt xấu xí, dù mặc đồ của công chúa cũng không thể thay đổi. chương 3495, xin lỗi, ha ha ha, nơi này không phải đại sảnh chính đãi khách, nhưng đang trong thời gian đến dự tiệc đông nhất bên cạnh có khá nhiều người bọn họ nghe câu đó thì cười to không biết thân phận lai lịch của lăng hàn là gì nên mọi người chỉ cười cười xem náo nhiệt không ai muốn làm chim đầu đàn ai biết lăng hàn có phải là giả heo ăn cọp thực lực của hoán tuyết lên cao nhưng tâm tính tụt lại khá xa đối diện bị nhạo báng phản ứng đầu tiên là nàng làm lăng hàn mất mặt hoán tuyết khó chịu cúi đầu bất giác thụt lùi lại muốn cách xa lăng hàn chút để chối bỏ quan hệ của hai người Hoán tuyết bỗng nghe tiếng quát của Lăng Hàn, làm trái tim nàng run lên. Xin lỗi đi, người trẻ tuổi chỉ vào mình, bật cười nói. Bắt ta xin lỗi, ngươi là ai, có hiểu tôn ti không? Người trẻ tuổi chưa từng gặp Lăng Hàn, chỉ có một khả năng là đệ tử mới nhập môn. Theo quy định của cổ đạo tông người nhập môn trước là trưởng bối, người thực lực mạnh làm vua. Nên gã cần gì để ý Lăng Hàn tức giận? Hơn nữa gã muốn biểu hiện trước mặt bạn gái, nàng là một tiểu thư khuê các trong chấn, gia đình buôn bán lương thực, tuy không phải võ giả nhưng rất giàu, lấy về nhà sẽ trợ giúp gã rất lớn. Lăng Hàn nhìn người trẻ tuổi, ánh mắt lạnh băng, ta nói lại lần nữa, xin lỗi, người trẻ tuổi muốn trọt ngực Lăng Hàn, ha ha, đừng nói một lần, có lặp lại vạn lần thì sao? Người biết ta là ai không? Sư đệ, Lăng Hàn chộp năm ngón tay đối phương siết chặt, người trẻ tuổi hét dầm lên, a, à, đầu ngón tay liền tim, người trẻ tuổi đau thấu tim. Hoán tuyết thấy thế hốc mắt ướt nhòe, lòng rất cảm động. Hoán tuyết khẽ kêu, thiếu ra, hoán tuyết muốn bảo lăng hàn bỏ qua đi, nàng sợ hắn chịu thiệt. Lăng hàn quay đầu cười với hoán tuyết, không thể cho qua được. Người bao che khuyết điểm như hắn sao có thể nhìn người bên cạnh mình chịu thiệt thòi. Bạn gái của thanh niên la lên, ngươi làm gì, không mau buông tay ra. Ai ngờ lăng hàn đột nhiên đánh người, nên biết nơi này là cổ đạo tông, cũng là tiệc sinh nhật của hạ diệu âm, gây sự tại đây không sợ đắc tội hạ ra. Lăng hàn liếc nàng ta, xin lỗi đi, cái, cái gì, nữ nhân thụt lùi, biểu tình của Lăng Hàn không đáng sợ chút nào, nhưng bộ dạng lạnh lùng vô tình khiến lòng nàng lạnh lẽo. Bốp, Lăng Hàn tắt một cái, huyết quang bay qua, nữ nhân bị tắt bay, tóc rối xù, má trái có dấu tay đỏ ao, miệng nàng chảy máu. Cái này, mọi người hút ngụm khí lạnh, người này bá đạo quá, người ta chỉ mỉa mai hai câu mà bị hắn tát vỡ mồm. Người không biết đây là nhà của Hạ Diệu Âm sao? Người không biết hôm nay là sinh nhật của Hạ Diệu Âm? Lăng Hàn lặp lại, giọng nói lạnh băng không chút tình cảm xin lỗi đi nữ nhân phát cua uồng nàng bị ăn tát còn phải xin lỗi lăng hàn kéo người trẻ tuổi đi a à, người trẻ tuổi ăn đau lăng hàn lại tát nữ nhân kia một cái bốp một tiếng giòn vang lăng hàn lặp lại xin lỗi đi nữ nhân chịu thua khóc nói xin xin lỗi lăng hàn chỉ vào hoán tuyết không phải nói với ta là với nàng ấy nữ nhân hé môi vẻ mặt không cam lòng bắt nàng xin lỗi một phó tòng sau này nàng biết đút mặt đi đâu. Bốp, cái tát thứ ba, nữ nhân đã hiểu mình gặp phải sát thần, không biết thương hương tiếc ngọc là gì. Nữ nhân nói với hoán tuyết, xin lỗi, lăng hàn bỏ qua cho nữ nhân, sách người trẻ tuổi lên, tát cho ba cái sau đó nói. Xin lỗi đi, người trẻ tuổi mặt độc ác, bị lăng hàn hành hạ kiểu này gã không còn mặt mũi gì, về sau làm sao ngẩng đầu nhìn người. Bốp bốp bốp, lăng hàn chẳng quan tâm, người không xin lỗi. Tốt thôi, tát đến khi nào người phục thì ngừng lăng hàn không nói lý làm người trẻ tuổi thấy sợ cảm giác lạnh lẽo mình sắp bị đánh chết người trẻ tuổi ức chế gã dù gì là nhị mạch nhưng vì quá coi thường lăng hàn nên không kịp đánh ra chiêu nào đã bị bắt giữ khiến gã không cam lòng không phục người trẻ tuổi cắn răng nói xin lỗi bốp lăng hàn lại tát một cái thanh niên hé môi chửi thầm trong bụng bà nội nó ta xin lỗi rồi còn muốn gì lăng hàn lạnh nhạt nói chờ lâu quá phải thêm chút tiền lời mợ nó còn có kiểu này Đám người đứng xem nhủ thầm trong bụng nếu thực lực không bằng người này thì tuyệt đối đừng kết thù, nếu không sẽ rất thảm, hắn thật bá đạo. Nhưng ngấm kỹ lại cũng tại hai người kia tự chuốc khổ, người ta có trêu chọc gì họ đâu. Lăng Hàn vung tay phải, người trẻ tuổi bị ném ra ngoài té cái bịch xuống đất. Người trẻ tuổi lăn lóc bò dậy, gã còn chút phong độ quý ông, đi xem bạn gái trước, hỏi Han. Tiểu Mỹ có khỏe không? Nữ nhân chỉ vào mặt mình. Khỏe, cái này mà khỏe à? Trương Bách Xuyên, người có phải là nam nhân không? Người trẻ tuổi là Trương Bách Xuyên, mặt gã vặn vẹo rít qua kẽ răng. Tiểu Mỹ yên tâm, ta chắc chắn sẽ chút giận cho nàng. Trương Bách Xuyên xoay người đối diện Lăng Hàn, bình tĩnh nói. Ta muốn quyết đấu với ngươi, ui, xung quanh vang tiếng hút ngụm khí lạnh, trong tông mọi người có thể luận bàn với nhau để tăng kinh nghiệm thực chiến. Nhưng luận bàn thì không được xuống tay ác, nếu bị thương người, hay giết người sẽ phải bồi thường. Quyết đấu thì khác, sống chết tự chịu. Trương Bách Xuyên lên tiếng đòi quyết đấu, chắc đã tức điên rồi. Lăng Hàn liếc Trương Bách Xuyên một cái, lắc đầu đi nhanh. Trương Bách Xuyên hét to, "Ngươi không dám sao?" Lăng Hàn lạnh nhạt nói, "Ngươi không xứng." Trương Bách Xuyên tức điên, "Ngươi!" Trương Bách Xuyên sải bước đuổi theo đánh vào sau gáy Lăng Hàn. Lăng Hàn không ra tay, bước chân không thay đổi. Trương Bách Xuyên nhếch mép, "Ngươi đã sơ sẩy như vậy, tưởng ta không dám xuống tay sao?" nắm đấm sắp đánh chúng người nhưng một nắm tay trắng mềm đánh vào nắm đấm của trương bách xuyên, bùm, trương bách xuyên bị đánh lùi về, cảm giác khí huyết sôi trào. trương bách xuyên nhìn kỹ lại, muốn rất trong mắt một thiếu nữ đứng sau lưng lang hàn giữ tư thế gia quyền là hoán tuyết toàn trường ồ lên kinh dị, ai mà ngờ một thị nữ đột nhiên ra tay còn cản được nắm đấm của trương bách xuyên, hết sức khó tin. có người nhận ra trương bách xuyên biết gã tu vi nhị mạch, dù không nhận biết chỉ cần trông thấy Trương Bách Xuyên ra tay thì cũng đại khái đoán được. Dù không nhận ra cái gì, chỉ cần biết Trương Bách Xuyên là đệ tử tông môn tức là gã đã mở kinh mạch, có lực lượng vượt qua người thường. Một thị nữ làm sao đỡ nổi công kích của Trương Bách Xuyên? Không lẽ thị nữ cũng là võ giả? Trương 3496, thị nữ nhỏ phát huy. Trông nàng vóc dáng mảnh mai, không phải mẫu người có sức mạnh kinh người, chỉ có thể nói nàng tu ra, bí lực, có thể đối kháng với Trương Bách Xuyên hèn gì lăng hàn tỏ vẻ kênh kiệu như vậy khinh thường quyết đấu với trương bách xuyên nhìn xem thị nữ của người ta còn không đánh lại ngấm kỹ lại nữ nhân này là võ giả thân phận cao hơn tiểu mỹ gì đó mảng lớn sao cho phép hai người nhục nhã võ giả vượt qua người thường không thể coi khinh được tim hoán tuyết đập rất nhanh mới rồi nàng không suy nghĩ gì hết thấy trương bách xuyên đánh lén lăng hàn nàng sợ hắn bị thương nên không kiềm được nhảy ra mãi khi đấm xong hoán tuyết mới biết mình làm chuyện gì cảm xúc hồi hộp và hưng phấn tràn ngập trong lòng của nàng, khiến nàng kích động run rẩy. Dây sau hoán tuyết kiên định tín nhiệm, thứ rác rưởi này không cần lăng hàn ra tay, sẽ làm bẩn tay của thiếu gia, để nàng giải quyết là được. Trương Bách Xuyên há hốc mồm, hoàn toàn không tin được. Nữ nhân này là võ giả, thị nữ, mợ nó, đùa chắc, cố ý giả trang làm thị nữ qua mắt người. Nếu Trương Bách Xuyên biết hoán tuyết là võ giả thì sao gã dám mở miệng trào phúng. Trương Bách Xuyên không chút phản tỉnh, cảm thấy đây là lỗi của Lăng Hàn, hoán tuyết giả heo ăn cọp cố ý lừa người. Trương Bách Xuyên hét to sông lên, a à, hoán tuyết cũng quát, không chút sợ hãi nghênh đón. Bùm 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 bùm, hai người đánh nhau, chỉ vài chiêu hoán tuyết đã trở nên bị động. Hết cách, hoán tuyết chỉ mới tu luyện, không có kinh nghiệm thực chiến, khi đánh nhau nàng quên hết chiêu thức, chỉ biết vung tay đấm bậy. Vì vậy sơ hở trồng chất, rất tốn sức, Lăng Hàn mở miệng nói, cứ xem như bình thường luyện quyền, thứ rác rưởi này có gì mà e ngại. Hoán tuyết nghe vậy bình tĩnh lại, đầu óc tỉnh táo. Ở trong lòng hoán tuyết thì lăng hàn là thần, thần của nàng nói người trước mắt là rác thì nàng không cần căng thẳng. Hoán tuyết vung nắm đấm trở nên có lớp có lang, không còn sơ hở rõ rệt. Trương Bách xuyên tức hộc máu, bị lăng hàn mắng là rác làm gã muốn cãi lại, giải quyết hoán tuyết ngay. Nhưng rồi Trương Bách Xuyên phát hiện đây chỉ là ước mơ đẹp. Khi hoán tuyết tỉnh táo lại thì lực công kích khá đáng sợ đừng nhìn hoán tuyết là nữ nhân nhưng ý chí rất cứng cỏi không sợ va chạm với trương bách xuyên dù ngón tay gãy thì nàng xem như đó không phải tay của nàng trương bách xuyên không ác với mình như vậy vết thương trên người ngày càng nhiều gã không chịu nổi vội nhảy ra khỏi vòng chiến đấu muốn ngừng chiến nhưng hoán tuyết không chịu ngươi dám đánh lén thiếu ra nhà ta đâu dễ thoát thân vậy được hoán tuyết nhanh chóng đuổi theo không ngừng vung nắm đấm trương bách xuyên chỉ biết chạy không dám đón đỡ trông thấy cảnh này mọi người rất cảm khái có người nhận ra Lăng Hàn, người đó là Lăng Hàn thì phải. Lúc trước Lăng Hàn, ra đời, có nhiều người từng đi xem hắn, người nhảy ra từ thần thạch, có ai không tò mò. Ừ, là hắn, mới hơn một tháng mà hình như hắn rất ghê gớm. Hết cách, người không biết tông chủ đại nhân ban cho hắn một trái dẫn mạch quả sao. Là hai trái mới đúng, phi, là ba trái. Hèn gì hắn có thể đấu lại Trương Bách Xuyên, hóa ra vào nhị mạch. Ừ, chỉ cần có thể cảm ứng được kinh mạch, một tháng đủ vào bước thứ hai người so với người thật là tức chết người ta đây bốn năm năm mới được một trái dẫn mạch quả hơn nữa tông chủ đại nhân còn phái đệ tử nhị mạch làm thị nữ cho lăng hàn thật là thiên vị mọi người rất là cảm khái bọn họ không tin hoán tuyết là thị nữ cho rằng đó là sư muội trong tông môn bị phái đi bảo vệ lăng hàn lăng hàn lên tiếng hoán tuyết trở về không cần lãng phí thời gian vì tiểu nhân vật trương bách xuyên hoán tuyết lập tức rút tay về đi về bên cạnh lăng hàn lăng hàn nói đưa tay đây, hoán tuyết tỏ tay ra, 10 ngón tay có 3 ngón bị đánh chật khớp. Lang hàn ấn từng ngón tay về vị trí cũ, hoán tuyết cắn chặt răng không kêu một tiếng, bị đau đổ mồ hôi lạnh. May mắn chỉ chật khớp, bẻ lại vị trí cũ là được. Lang hàn xảy bước đi tới, đi, hoán tuyết lật đật chạy theo, nhìn hai người biến mất trong góc, mọi người nhìn nhau, bị rung động rất nhiều. Nhưng Lang hàn tu luyện quá ngắn ngủi, tối đa chỉ là tam mạch, không đáng một đồng trong tông môn, nghe nói có mấy vị sư huynh, sư tỷ thành danh lâu năm định chừng trị hắn, sẽ phải chịu khổ đây. He he, chờ xem kịch vui đi, mọi người đi vào, còn Trương Bách Xuyên và Tiểu Mỹ. Không ai quan tâm, thế giới này chưa bao giờ đồng tình kẻ thất bại, người thắng sẽ cướp hết chú ý, kẻ thua cuộc chỉ có thể tự liếm vết thương. Lăng Hàn đi vào đại sảnh, nơi này thật là xa hoa trang trọng. Nhìn từ bên ngoài là kiến trúc giả cổ, bên trong trang hoàng hiện đại hóa, phong cách trăm năm trước chưa xảy ra biến dị. Gạch cầm thạch, thảm dày trải lên trên, khi bước đi không phát ra chút tiếng động. Vách tường treo đầy tranh dầu, phỏng chừng là hàng giả. Vì hàng thật đa số bị hủy trong cuộc hỗn loạn lúc trước. Chẳng ra cái gì là vách tường chính giữa treo bức hình lớn, là một thiếu nữ, khá xinh, toát ra vẻ kiêu ngạo. Đây là nhân vật chính hôm nay, Hạ Diệu Âm, thiếu nữ này có vẻ rất tự kỳ. Trong đại sảnh toàn là người trẻ tuổi, họ cầm ly rượu chân cao đi tới đi lui. Có thị tòng xuyên qua đám người, tay bưng cái khay đựng ly rượu đầy, đến gần họ có thể tự lấy rượu. Âm nhạc du dương nhưng không thấy người đàn nhạc, chắc là thứ máy phát nhạc, có thể chứa thanh âm tùy thời phát ra, đương nhiên với điều kiện là có điện. Lý Trường Đan xuất hiện, lang sư đệ, Lý Trường Đan người cao chân dài, khí chất hơn người, như tự phát sáng, đứng ở đâu đều trói mắt hấp dẫn nhiều người quay quanh. Lý Trường Đan mắt sắc rất nhanh phát hiện lăng hàn, bước nhanh đến gần. Lý Trường Đan như đàn sao xoay quanh trăng sáng, đám người tung hô theo gã, hoàn toàn lấn át Lang hàn. Lý Trường Đan, thiên tri kiêu tử. Năm nay Lý Trường Đan mới 21 tuổi đã đả thông chín kinh mạch. Nhìn khắp cổ đạo tông không có cửu mạch nào trẻ tuổi như vậy. Đây là nam nhân trời sinh bao phủ trong vầng sáng, đã định trước ánh sáng rực rỡ trói mắt. Nếu Lăng Hàn không xuất hiện Lý Trường Đan sẽ được lập làm đạo tử, kế thừa y bát cổ đạo tông, được truyền thừa trung tâm nhất, đi lên đỉnh cao đời người. Đáng tiếc rằng tôn kiếm phương bưng về một tảng thần thạch, dựng dục ra một người làm Lý Trường Đan không kịp trở tay, rất có thể thân phận đạo tử sẽ bay mất. chương 3497, mất trộm, bởi vậy Lý Trường Đan ghét lăng hàn, nhưng gã rất khôn ngoan, trong cổ đạo tông ai dám dở trò ngay trước nghi mắt tôn kiếm phương. May mắn lăng hàn mới chỉ khởi bước, kém gã xa lắc. Lý Trường Đan không tin trước khi Lăng Hàn bắt kịp mình thì những trưởng lão trong tông môn đồng ý lập hắn làm đạo tử. Đạo tử đại biểu thế hệ đời sau của tông môn, phải chọn người thực lực mạnh nhất, tiềm lực lớn nhất mảnh thiên địa này mới chỉ bắt đầu biến dị đường cầu tiên dài dặc biết bao bọn họ chỉ vừa đứng ở điểm xuất phát tài nguyên nên dồn cho người thích hợp nhất ví dụ như gã nên khi biết tôn kiếm phương cho lăng hàn ba trái dẫn mạch quả thì khôn ngoan như lý trường đan cũng không nhịn nổi lý trường đan cố ý dẫn dắt khiến hạ diệu âm mời lăng hàn dự tiệc phải làm lăng hàn xấu hổ không chịu nổi tốt nhất là nhục nhã hắn không ở lại cổ đạo tông được nữa tệ nhất cũng khiến lăng hàn bị tiếng xấu thối hoắc, để coi hắn còn làm đạo tử được không Lý Trường Đan cười nói, nào lăng sư đệ, vi huynh giới thiệu cho sư đệ. Lý Trường Đan nho nhã như khiêm khiêm quân tử, khiến người không kiềm được sinh ra hảo cảm. Lý Trường Đan chỉ vào thanh niên đứng bên cạnh, vị này là nhuế nguyên lượng nhuế sư huynh, người này khoảng 24, 5 tuổi, vẻ mặt kiêu căng không thèm để lăng hàn vào mắt. Lăng hàn gật đầu chào, nhuế sư huynh, nhuế nguyên lượng khẽ hừ, hơi hết cầm xem như chào lại. Lăng hàn thầm cười nhạt, người ngạo như thế tưởng ngon lắm sao. Chảnh cái gì, Lý Trường Đan bổ sung thêm, Nhuế Sư Huynh là nữ tế của thích trưởng lão, thiên phú võ đạo khá là bất phàm, hiện giờ là cao thủ bát mạch. Nhuế Nguyên lượng mỉm cười rụt rè, nhẹ gật đầu với Lý Trường Đan. À, ra là bám váy đàn bà, chảnh cái gì. Lý Trường Đan lại giới thiệu, vị này là lao lực môn lao Sư Huynh, lăng hàn lười gật đầu, những người này đều mắt cao hơn đầu, toàn là con cháu hoặc người thân của trưởng lão, tự phụ có thân phận cao quý. Hắn không cần khách sáo với bọn họ. Lao lực ngôn bất mãn nói, hừ, lên giá giữ, những người này rất ích kỷ, không nhìn lại xem ai chảnh hơn. Một nam nhân nói, tiểu sư đệ này thật cao ngạo, đừng tưởng có tông chủ đại nhân cưng ngươi thì có thể trong mắt không người. Lăng Hàn liếc người kia, ngươi là ai, nam nhân ngạo nghễ nói, đàm cao bác, Lăng Hàn thản nhiên nói, quay mặt đi, chưa nghe nói qua, đám người đàm cao bác rất tức giận, ngươi, dù tôn kiếm phương xem trọng ngươi cỡ nào nhưng ngươi bước vào cánh cửa võ đạo mới hơn một tháng, phải thể hiện cung kính khiêm tốn trước mặt các sư huynh như họ. Hơn nữa họ là hậu nhân, người thân của các trưởng lão, địa vị cao thượng biết bao. người không phải đạo tử, dựa vào cái gì hính mũi lên mặt với họ. Lý Trường Đan xua tay ngăn mâu thuẫn bùng nổ. Thôi thôi, lang sư đệ trẻ tuổi bồng bột, các ngươi đừng trách hắn. Nghe như đang nói đỡ cho Lang Hàn nhưng chụp mũ hắn ngạo mạn kiêu căng, đổ dầu vào lửa. Lang Hàn nhìn thiên tài trẻ của cổ đạo tông, tuổi còn nhỏ mà trí kế thâm sâu quá mấy người đàm cao bác vẻ mặt khó chịu ánh mắt tràn ngập chán ghét nhìn lăng hàn ở trong mắt họ thì lăng hàn chỉ là người may mắn vì ra đời từ thần thạch nên được tôn kiếm phương yêu thương rất không công bằng bọn họ nhìn nhau sau đó nhếch mép phải làm tiểu tử này xấu mặt chịu tiếng xấu thối tha chợt có người kêu lên hạ sư muội đi ra một nữ nhân áo đỏ được bốn mỹ nữ quay quanh đi ra bốn người mặc đồng phục váy hở vai bờ vai trắng nón phần ngực nhô lên rất hấp dẫn đám nam nhân sói chu gầm rú, nữ nhân áo đỏ là hạ diệu âm, nữ chính hôm nay. Nàng đến giữa đại sảnh, nói mấy câu lời dạo đầu sau đó tuyên bố bữa tiệc bắt đầu, mọi người cứ ăn uống vui chơi. Lăng Hàn không hứng thú quan tâm ai, chỉ ngồi trong góc. Hoán tuyết làm bổn phận thị nữ nhỏ, Lăng Hàn nói cái gì là nàng sẽ đi lấy thức ăn hắn thích. Những người khác rất hâm mộ, họ có nghe nói chuyện xảy ra lúc trước. Hoán tuyết đánh bại Trương Bách Xuyên nhị mạch thì nàng ít nhất có thực lực nhị mạch, trong thời đại này võ giả là tài nguyên quý giá nhất dù tu vi cao hay thấp thì thân phận đã cao hơn người một bậc nhưng hoán tuyết hầu hạ lang hàn như thị nữ chịu mệt chịu khổ hỏi sao không khiến người đỏ mắt bữa tiệc tiếp tục không khí hài hòa không xảy ra xung đột gì lang hàn rất ngạc nhiên không ai đến khiêu khích hắn không hợp lý chút nào vì hắn tự mang vòng sáng hút thù hận bữa tiệc sắp tàn thì hạ diệu âm về phòng lúc sau trở ra mặt lạnh băng cửa bị đóng lại tiếng nhạc ngừng bạt có chuyện gì, chuyện gì xảy ra, mọi người thầm lấy làm lạ lao nhau hỏi thăm, sau đó rung động. Thì ra hạ diệu âm bị trộm, bị trộm mất một viên dẫn mạch đan. Nghe đồn viên dẫn mạch đan đó là quà trưởng thành hạ quan tặng cho tôn nữ, giờ bị trộm khiến nàng rất tức giận. Cửa đóng kín tỏ rõ kẻ trộm nằm trong số bọn họ. Thật ngại quá, các vị, cần lục soát thân thể từng người. Tuy mọi người bất mãn nhưng hạ ra thế lớn, bọn họ không trêu vào nổi. Hay là họ không có gì trột dạ, không ngại bị soát người để chứng tỏ trong sạch. Lăng Hàn nhướng mày, có khi nào là âm mưu nhằm vào hắn không? Khi có người đến soát người, Lăng Hàn không phản đối, chú ý chặt chẽ coi chừng đối phương có thừa dịp này vu oan không. Bất ngờ là hắn thuận lợi soát người xong, là hắn suy nghĩ nhiều sao? Một thanh âm vang lên, tìm được rồi, một nữ nhân đứng bên cạnh Hoán Tuyết, tay cầm cái bình bên trong có một viên đan dược hạ diệu âm mới mất một viên dẫn mạch đan kết quả soát ra cái bình đựng đan dược nằm trên người hoán tuyết trên đời có chuyện tình cờ vậy sao chắc chắn hoán tuyết ăn cắp lang hàn nhướng mày hắn tin tưởng thị nữ nhỏ của mình không phải ăn trộm đây là vụ oan giá họa rõ rành rành lang hàn tính sai hắn không ngờ bia ngắm không phải hắn mà là thị nữ của hắn cái gọi là đánh chó phải nhìn mặt chủ nếu lang hàn nhúng tay vào thì trong tình huống chứng cứ cực kỳ chính xác rất có thể kéo luôn hắn vào vũng lầy người ta sẽ cho rằng hắn mới là chủ mưu. Nếu Lăng Hàn khoanh tay mặc kệ thì người ta sẽ coi khinh hắn, thuộc hạ của mình cũng không thể cứu, người như vậy mà mơ làm đạo tử. Chó má, Lăng Hàn nhìn hướng Lý Trường Đan, là cái kẻ bề ngoài nho nhã này nghĩ ra kế hoạch. Hạ diệu âm hùng hổ đến trước mặt hoán tuyết, giơ tay tính tắt một cái. chương 3498, vụ oan, nhưng tay nàng không dám xuống, không phải vì hạ diệu âm mềm lòng mà do có người đứng trước mặt hoán tuyết. Lăng Hàn, hạ diệu âm lạnh lùng nói biến ngay lăng hàn lắc đầu nói đây là thị nữ của ta muốn dạy dỗ cũng không đến lượt nàng ui trà mọi người thầm la lên lăng hàn vì một thị nữ tính chống lại hạ diệu âm hạ diệu âm cười khẩy nói ngươi rất to gan có người đến gần nói cho nàng biết thân phận của lăng hàn hạ diệu âm ồ lên thì ra ngươi là lăng hàn hèn gì dám cản rỡ trước mặt bản tiểu thư nhưng ngươi nghĩ bản tiểu thư sợ ngươi vẻ mặt hạ diệu âm ngạo nghễ nói Hiện tại bản tiểu thư nghi ngờ có phải ngươi xui khiến tiện nhân này trộm đồ của ta không? Cố gắng bao che ả à ta có phải vì muốn giấu giếm sự thật? Hoán tuyết sốt ruột kêu lên, ta không ăn trộm, hạ diệu âm liếc hoán tuyết, khinh thường nói. Hừ, bắt được vật chứng còn muốn chối. Nhuế nguyên lượng cười hùa theo, đúng rồi, đã bắt tận tay muốn chối thế nào? Lao lực ngôn chĩa đầu mâu vào lăng hàn, ai, thật không ngờ lăng sư đệ là người như vậy. Đàm cao bác ngoài cười nhưng trong không cười nhếch mép. He he, Lý Trường Đan lộ vẻ mặt đau đớn nói. Lăng sư đệ tại sao hồ đồ như vậy? Lý Trường Đan lắc đầu nhìn hướng hạ diệu âm. Sư muội có thể nể mặt vi huynh bỏ qua chuyện này không? Sư huynh sẽ tìm cách tặng lại sư muội một viên dẫn mạch đan. Mọi người nghe xong đều xôn xao, dâng lên lòng kính trọng Lý Trường Đan. Nhìn xem, đây mới thiên kiêu của cổ đạo tông mà họ công nhận. Rõ ràng không liên quan đến gã thế mà gánh trách nhiệm, nói đỡ thay cho Lăng Hàn còn vì cứu Lăng Hàn mà chấp nhận gánh nợ một viên dẫn mạch đan. Nên biết Lý Trường Đan là cửu mạch, cần dẫn mạch quả, dẫn mạch đan nhất, gã cần dùng cho mình. Nhưng vì sư đệ đồng mơ côn mà sẵn lòng tặng cho người, lòng dạ như thế sao không khiến người bội phục được. Nhiều người la lên, Lý Sư Huynh, có Sư Huynh như vậy ở trong tông thật tốt, sau này sẽ là cây lớn chống đỡ cổ đạo tông, che chở bọn họ, che gió chắn mưa. Hạ Diệu Âm nói, được, nể mặt Lý Sư Huynh nên chuyện này ta không truy cứu nữa hạ diệu âm liếc qua lăng hàn hoán tuyết ánh mắt tràn ngập coi rẻ hạ diệu âm vẫn rất giận dám ăn trộm đồ của nàng các ngươi rất may mắn được lý sư huynh nói đỡ cho không thì hừ hừ xéo đi đừng để ta nhìn thấy các ngươi nữa lăng hàn cười khẽ lý trường đan làm rất đẹp vừa tôn lên sự vĩ đại của mình vừa đánh hắn một đòn chụp mũ hắn và hoán tuyết cùng làm việc xấu mang tội danh ăn trộm vậy thì tôn kiếm phương có yêu thích lăng hàn đến đâu cũng không thể mặt dày lập hắn làm đạo tử truyền ra ngoài không sợ bị người cười sao lang hàn vẫy tay khoan tính cách của hắn chưa bao giờ là ngậm bồ hòn mặc người ăn hiếp oan uổng hắn ha ha các ngươi không biết hắn có thuộc tính siêu may mắn sao lang hàn lắc đầu chỉ vào cái bình đó đám người các ngươi thật là gan to bằng trời đây rõ ràng là thứ ta ban cho tiểu thị nữ từ khi nào thành đồ ăn trộm muốn ăn cướp trắng trợn sao hả mọi người ngạc nhiên chuyện gì đây Lẽ ra dù Lăng Hàn không nhận nhân tình của Lý Trường Đan cũng nên liều mạng chối có liên quan đến cái bình, viên đan dược, phân bua bị người vu oan cũng được. Nhưng Lăng Hàn nói lý do khiến mọi người bất ngờ, ngại chết không đủ nhanh sao. Lý Trường Đan không ngờ, tình huống nằm ngoài dự đoán của gã, lòng dâng lên nỗi bất an phát triển theo hướng không biết. Nhưng rồi Lý Trường Đan lắc đầu, Lăng Hàn đã thừa nhận thì càng hết đường chối. Hừ, chờ xem ngươi tìm đường chết thế nào. Hạ Diệu âm tức xì khói, kẻ cắp này trộm đồ của nàng còn dám cắn ngược. Hạ Diệu âm âm trầm nói, nàng giận thật, đồ ăn trộm, dám ngậm máu phun người. Tốt tốt tốt, hôm nay không chỉ tội người thì ta không gọi là Hạ Diệu âm. Lang Hàn cười khẽ, các ngươi nói đây là của trộm cướp thì ta hỏi các ngươi, làm sao chứng minh đây là đan dược của các ngươi? Cái này còn cần chứng minh sao? Mọi người thầm lắc đầu, Lang Hàn phản kích hay cố cãi chảy cãi cối kiểu này không có sức thuyết phục. Hạ Diệu âm mới nói bị mất một viên dẫn mạch đan, sau đó tìm được trên người thị nữ của người, trên đời có nhiều trùng hợp vậy sao? Hạ diệu âm dằn lửa giận xuống, lạnh lùng hỏi, ta hỏi ngươi, đây là đan dược gì? Lăng Hàn nói, dẫn mạch đan, đã bị vu oan thì đây chắc chắn là dẫn mạch đan. Mọi người ồ lên, ngươi chính miệng thừa nhận rồi còn gì để nói? Hạ diệu âm cười nhạt, hừ hừ, hạ diệu âm lười nói tiếp tốn nước miếng. Ánh mắt mọi người nhìn Lăng Hàn như xem đồ ngốc, người như vậy có thể làm đạo tử sao? Đua, cho hắn kế thừa địa vị của tông chủ thì họ sẽ bị bánh xe thời đại lớn nghiền chết. Hoán tuyết nôn nóng như lửa đốt, nếu tự sát có thể gỡ bỏ khó khăn này cho Lăng Hàn thì nàng sẽ lập tức vứt bỏ mạng sống ngay. Lăng Hàn cười móc ra một cái bình từ trong ngực, ta còn có một viên dẫn mạch đan, các ngươi sẽ không nói là ta ăn trộm đi. Ủa, sao lại xuất hiện một viên dẫn mạch đan, Lăng Hàn móc thêm một bình đan nữa, nếu không đủ thì ta còn có một viên, Lăng Hàn móc ra bình đan thứ ba, ưm, ừ, một viên nữa, dẫn mạch đan rất quý giá bỏ trong phòng không an toàn nên lăng hàn mang theo bên người mọi người trợn tròn mắt thật hay giả nhiều đan dược như vậy toàn là dẫn mạch đan nếu những dẫn mạch đan này là hàng thật thì khó nói đây tình huống gì rõ ràng là bắt trộm mà sao số lượng tang vật vượt qua số hàng thật hạ diệu âm lạnh lùng nói hừ ngươi nói đây là dẫn mạch đan thì đó là dẫn mạch đan sao lăng hàn vô cùng tự tin nói đương nhiên hạ diệu âm khinh thường nói dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, nên biết dẫn mạch đan này là ra ra của nàng tốn bao công sức mới kiếm được, đệ tử mới nhập môn như lăng hàn dựa vào cái gì có được, còn có đến ba viên. Có người nói, tìm người giám định đi, mọi người gật đầu, giám định là xong, rất đơn giản. Mời ai đây, một người trẻ tuổi đứng ra, bộ dạng cũng khá đẹp trai nhưng vẻ mặt hơi gian xảo. Để ta cho, ủa, giọng nói nghe quen quen, đám người nhuế nguyên lược, lao lực môn không dám chậm trễ, vội chắp tay chào. Nhiếp huynh, Lăng Hàn nhớ ra người này là Nhiếp Dương. Chương 3499, xoay chuyển. Hình như Nhiếp Dương có lai lịch không nhỏ, hôm nay được mời đến tiệc sinh nhật của Hạ Diệu Âm cũng rất bình thường. Nhiếp Dương có địa vị không thấp trong đám con nhà giàu, nên gã muốn làm người giám định thì những người khác rất tin phục. Nhưng trong mắt Lang Hàn thì tên này có vẻ lãng đáng, không đáng tin chút nào. Nhiếp Dương lần lượt mở nắp bình, cẩn thận so sánh. Với kinh nghiệm của ta thì bốn viên này đều là dẫn mạch đan cái gì mọi người giật mình đều là hàng thật ui chẳng phải nói tôn kiếm phương chỉ ban cho lăng hàn ba trái dẫn mạch quả sao không lẽ có kèm dẫn mạch đan lăng hàn cười nói ta không biết mời người luyện thành đan sao giải thích này hợp lý nhưng vấn đề là cổ đạo tông làm gì có trận đan sư không đúng có người đó ừ mấy hôm trước có người bí ẩn bán dẫn mạch đan trong chợ đen hơn nữa hắn lấy đan đổi trái cây chắc biết cách luyện chế dẫn mạch đan một số người thi nhau lên tiếng một số người chưa biết chuyện này, nghe xong rất ngạc nhiên. Nếu Lăng Hàn quen người đó, mời đối phương luyện dẫn mạch quả thành đan cũng lạ. Một trái dẫn mạch quả thành đan thì ít nhất được 3, 4 viên. Nên ba trái dẫn mạch quả có thể thành 4 viên dẫn mạch đan cũng không kỳ. Mọi người gật gù, đều nghiêng hướng giả thiết những viên dẫn mạch đan là Lăng Hàn trao đổi được. Có người chỉ vào hoán tuyết, phải rồi, các người biết nữ nhân kia là ai không? Chẳng phải là sư muội nào đó trong tông môn sao? sai lầm nàng thật sự là thị nữ hơn một tháng trước ta đến chỗ của lăng hàn từng chính mắt nhìn thấy nàng a à, nghe ngươi nói làm ta nhớ ra đúng là có một thị nữ như vậy ôi chao mọi người hút ngụm khí lạnh từng là thị nữ bây giờ thành cao thủ nhị mạch điều này có ý nghĩa gì nghĩa là trong tay lăng hàn có nhiều dẫn mạch đan bồi dưỡng thị nữ của mình đến nhị mạch bọn họ muốn khóc ngươi quá xa xỉ rồi dẫn mạch đan có nhiều đến đâu cũng đừng lãng phí vậy chứ cho họ thì tốt biết mấy với thiên phú võ đạo của họ, đưa số lượng dẫn mạch đan giống vậy chắc chắn sẽ phát huy tác dụng lớn hơn thị nữ. Nên hoán tuyết có mang một viên dẫn mạch đan cũng không lạ, đó là ăn còn dư. a à, thật muốn được ban cho một viên, mọi người mắt cún nhìn lăng hàn, nếu không phải thân phận võ giả không cho phép thì họ rất muốn ôm chân lăng hàn, làm tiểu đệ của hắn. Lý trường đan câm nín, chuyện này, cứ thế giải quyết sao, ở trong mắt gã là rắc rối không gỡ được nhưng lăng hàn gỡ bỏ không mất công lý trường đan biết viên dẫn mạch đan trên người hoán tuyết đúng là thuộc về hạ diệu âm vì ba người nhuế nguyên lượng lén trộm ra lúc ba người họ nói chuyện không giấu gã thật là kỳ dị hết sức lang hàn cười nói hiện tại có thể chứng minh trong sạch của tiểu thị nữ của ta chưa hạ diệu âm không nói gì được nữa nàng có nghe thấy hoán tuyết vốn là thị nữ bây giờ thành nhị mạch muốn bồi dưỡng một người tư chất bình thường thành nhị mạch phải mất bao nhiêu dẫn mạch đan dầu như vậy nói người đó ăn trộm dẫn mạch đan của nàng ai tin Hạ Diệu Âm còn không tin, Lăng Hàn liếc đám người, không còn ai nói gì nữa, đều gục mặt xuống. Lăng Hàn nhìn thẳng Hạ Diệu Âm, nếu hoàn toàn là oan uổng thì hãy xin lỗi thị nữ của ta đi. Hạ Diệu Âm ngây ra, cái gì, bắt nàng xin lỗi, nàng làm sai cái gì, đồ của nàng bị trộm, chẳng lẽ tìm vật bị mất là lỗi sao? Lăng Hàn nói, nàng tìm vật bị mất đương nhiên không sai, nhưng lỗi ở chỗ chưa phân rõ tình huống đã nhục mạng người lăng hàn không quên lúc trước hạ diệu âm mắng hoán tuyết một câu tiện nhân thị nữ của hắn sao cho phép người nhục mạ nhục nhã này hắn phải lấy lại hạ diệu âm chợt nhớ ra ngạo nghễ nói cho dù bản tiểu thư oan uổng nàng ta thì sao chỉ là người hầu ta không mắng được biểu tình của lăng hàn âm trầm ánh mắt như kiếm nhìn thẳng hạ diệu âm ta không cần biết trước kia nàng ấy là ai nhưng bây giờ là thị nữ của ta nàng nhục mã nàng ấy tức là nhục nhã ta xem ta dễ ăn hiếp sao ánh mắt của ánh mắt làm hạ diệu âm hơi run, đây thật sự là người trẻ tuổi sao, nàng cảm giác đối phương là quái vật hồng hoang, yêu thú khủng bố đứng trên đỉnh tu luyện thì đúng hơn, làm lòng nàng dâng lên lạnh lẽo. Khóe môi lăng hàn cong lên, hạ sư muội có biết quy định của tông môn, nhục nhã đồng môn là tội lớn gì, mấy ngày nay lăng hàn rảnh rỗi hay vào quang não, hiểu biết nhiều về thế giới này. Ở trong cổ đạo tông tất nhiên hắn phải tìm hiểu quy định của tông môn. Hạ diệu âm thầm dùng mình, trong tông môn nhục nhã đồng môn là tội nặng, nếu gây lớn chuyện dù nàng là tôn nữ của trưởng lão cũng sẽ bị xử phạt, sẽ bị phạt roi ngay cửa sơn môn. Có ra ra che chở, hạ diệu âm tin tưởng bị quất mấy roi không đau, nhưng rất mất mặt. Hạ diệu âm cố gắng khiến mình tỉnh táo lại, nói. Ta không mắng ngươi mà là nàng. Hạ diệu âm chỉ hướng hoán tuyết, lang hàn gật đầu nói. Nàng thừa nhận là tốt rồi, lòng hạ diệu âm dâng lên cảm giác không may. Ta thừa nhận cái gì? Lang hàn thản nhiên nói theo quy định của tông môn hễ cảm ứng được kinh mạch dù là viên đinh, phó tổng hay sa phu đều tự động lên cấp thành đệ tử tông môn. Nên thị nữ của ta cũng là đệ tử tông môn, hạ sư muội đã thừa nhận mình nhục mạ nàng, chẳng lẽ muốn chối cãi trước mặt nhiều người. Hạ diệu âm á khẩu, nỗi lòng hoảng loạn, đầu óc trống rỗng. Lăng hàn cao giọng quát như tiếng sấm nổ, xin lỗi đi, hạ diệu âm hoảng loạn buột miệng, xin lỗi, nói xong hạ diệu âm ngây người, nàng cúi đầu trước người hầu hạ tiện. Hạ Diệu Âm không biết rằng lúc Lăng Hàn quát lớn có vận chuyển công pháp hầu ca chấn nhiếp tâm linh của nàng. Thấy Hạ Diệu Âm thật sự xin lỗi thì mọi người đều khó chấp nhận. Ai chẳng biết Hạ Diệu Âm cực kỳ kiêu ngạo, tính cách đại tiểu thư. Đừng nói chửi người, lúc trước Hạ Diệu Âm từng đánh sư đệ tông môn. Người ta e ngại ra ra của nàng nên lặng im cho qua, không tố cáo với tông môn. Chuyện lớn như vậy còn đè xuống được, bây giờ chỉ vì mắng một câu, tiện nhân, đã cúi đầu. Khó tin quá, mọi người nhìn hạ diệu âm lại ngó lăng hàn có cảm giác có lẽ trong tông thật sự có chân long lên trời lăng hàn không quá vừa lòng trước đó dùng khí thế chèn ép hạ diệu âm lại dùng công pháp hầu ca quát to mới khiến hạ diệu âm mất ý chí buột miệng nói xin lỗi